Cho nên thỉnh thoảng á, mình không có nước nóng mình rửa chén cũng tạm được, nhưng trong bụng mình không có thoải mái bằng khi mình có được thêm một dòng nước nóng. Mình đi tắm mà không có nước nóng thì chắc không dám vô rồi, vì nó quá lạnh. Thế thì chúng ta biết rằng á, hôm nào mình mở ra cái vòi nước mà có được phần nước nóng, một phần nước lạnh thì đó là hạnh phúc. Và từ đó mình lưu xuất một cái bài kệ biết ơn nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Và khi nào mình có được một cái dòng nước mình sử dụng thì mình biết ơn nước, tại vì nhờ nước nóng nước lạnh mà chúng ta có một chất nước chúng ta gọi là nước ấm. À, nước ấm mà ấm thì dễ xài hơn. Thì trong cuộc đời này cũng vậy, nếu mọi việc nó chỉ là một thứ thì có lẽ chúng ta vô vị. Ví dụ như mình lên ăn cơm mà chỉ có một vị thôi, vị lạc. Cho nên hồi nhỏ và nhớ mình ăn chay mình hay kêu ăn lạc. Hôm nay tôi ăn lạc. Thì Pháp Hòa đi học á, lâu lâu thường ngày chủ nhật á, là chùa có thể dư nghít thức ăn từ mình nấu cúng ngày chủ nhật còn lại, thì sáng thứ hai là đem theo đi học. Thì cái tủ của Pháp Hòa, cái tủ khóa học sinh thường có một cái locker, thì các bạn của Pháp Hòa trong trường á, ai cũng biết cái số đó hết trơn á. Thì thành thử là ai mà đi ngang cái tủ của chú Tiểu á, ở trong trường hồi đó kêu chú Tiểu mà, đi ngang cái tủ của chú Tiểu là biết cái số, là mở ra. Mở ra mà lục vỏ chú Tiểu mà thấy có bánh mì chả lụa rồi đó là xé ra nhau ăn. Ăn xong rồi viết tờ giấy dán lên cảm ơn chú Tiểu. Và mỗi lần gặp Pháp Hòa nói, ủa tôi thấy ăn bánh mì chay ngon mà sao Tiểu ăn lạc, thấy gia vị cũng ngon lắm chứ đâu có lạc lẽo gì đâu. Tại vì người ta nghĩ là người ta hay kêu ăn lạc. Rồi có người kêu là ăn tương. Bữa nay tôi ăn tương, bữa nay tôi ăn lạc. Thành nữ ra người ta nghĩ sao, trời ơi có một vị à, ăn mặn chát ăn gì. Còn người kia thì nghe chữ lạc thì thấy sao, lạc nhấp không ngon. Nhưng mà thật sự ra chả lụa và thức ăn chay đâu có lạc và cũng đâu có mặn như kiểu đó, phải không? Chúng ta vẫn gia vị rất là ngon. Thì quý vị thấy trong chùa mình trưng chuông mõ như hồi sáng và nói vậy đó. Và thậm chí khi chúng ta lạy cúng nước cúng trà trong cái khóa lễ, chúng ta lại hai lạy. Và cái ý nghĩa của nó là chúng ta luôn luôn dung thông cả thuận và nghịch, cả vui và khổ, cả được và mất. Tại vì có nhiều khi mình mất nhưng mà đâu có mất hẳn đâu, người khác được. Có một vị giáo sư đến chùa khi mà ông bị mất hai người con, hai người cháu vậy đó. Thì hồi nào giờ thì ông cũng chưa khẳng định được cái đức tin của ông. Nhưng mà một ngày khi mà ông mất hết hai người thân, hai người cháu, thì ông đi đến chùa. Ông đi đến chùa, ông mới hỏi một vị thầy, Phật giáo có cái gì dạy cho tôi để cho tôi khai mở cái lòng đau khổ của tôi trong lúc này không? Thì vị thầy chia buồn xong thì mới kể cho ông nghe một câu chuyện xảy ra từ thời của Đức Phật. Thưa giáo sư, tôi nhớ trong kinh có kể một câu chuyện. Có một người đó, họ mất một người con và họ đến họ khóc với Đức Thế Tôn. Hỏi tại sao mà cô khóc? Nó tại con mất con của con. Tôi giả sử như trong cái thành phố này mà rất nhiều người trong, nếu tất cả người trong thành phố này đều là con của bà chịu không? Nói dạ thôi chắc con không dám đâu. Cái kiểu này chắc ngày nào con cũng khóc, tại vì lúc nào cũng sẽ có người mất. Thì Đức Phật cũng nói một cái ví dụ khác. Nếu trong cái nghĩa trang này đâu phải chỉ có một mộ của con bà, mà có rất nhiều những mộ khác, và cũng không phải tuổi nhỏ không, ở tuổi trẻ, tuổi già không, mà cũng có rất nhiều tuổi trẻ. Bây giờ tôi bày cho bà, trong một giây phút này mình mất người con, cũng cùng một lúc cũng rất nhiều người khác mất con, nhưng bù lại cũng có rất nhiều người khác được sanh ra đời. Bây giờ nếu bà biết nhìn thấu đáo hơn, những đứa trẻ hiện nay đang sinh sống còn lại đó, tuổi tác của các cháu nó cũng bằng với lại tuổi tác con của bà.
con của giáo sư. Bây giờ hai vị có thể nào dùng tất cả những tài năng của mình truyền đạt cho những em trẻ. Mình mất hai đứa con, hai đứa trẻ của nhà mình, nhưng còn lại rất nhiều những người trẻ khác chúng ta có thể truyền đạt. Và chúng ta thấy rằng bây giờ các người nhỏ này cũng giống như con mình, và mình đem mình truyền đạt. Thì thay vì hồi xưa mình hạn chế có hai, bây giờ cái tầm nhìn của mình nó rộng ra, để mình thấy tất cả mọi người xung quanh là con mình, để mình truyền đạt. Thì ông nghe, nhưng mà ông chỉ nhận đó, đem về tư duy. Thì ông này thực hiện đúng nguyên tắc học Phật. Cái gì mình nghe, khoan tin, đừng vội tin. Và chúng ta lấy đó đem về, chúng ta tư duy. Thì khi mà nghe như vậy, mà nghe bằng tất cả trí tuệ thì gọi là văn tuệ. Nhưng mà đem về mình tư duy để thấu đáo, đó gọi là tư tuệ. Và sau đó mình đem ra mình ứng dụng, mình thực hành, cái này gọi là tu tuệ. Chúng ta gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nói gọn là tam pháp học. Tam học nghĩa là, hay là tam huệ. Thay vì mình nói tam huệ là văn tư tu, mà nói cho đủ cách diễn đạt của nó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tại sao? Tại vì trong khi nghe cũng phải có trí tuệ. Nghe không có trí tuệ dễ nổi nóng. Ví dụ như ai nói cái gì mình nghe mà không đủ cái tư tuệ giác là ngồi là mình phát bực lên gì nửa chừng thôi. Tại vì có thể mình hiểu câu chuyện tới đó, và cái bực của mình nó tới đó rồi đó. Nhưng mà khoan, để cho người ta nói khúc sau. Có thể khúc sau là cái khúc mình cần biết và được giải tỏa. Và sau khi nghe rồi thì cái khúc sau này nó chan hòa cho khúc trước, và làm cho khúc trước này nó lắng xuống. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta, sở dĩ chúng ta khổ đau là vì chúng ta chưa thấu đáo. Còn nếu chúng ta thấu đáo thì đâu có việc gì để nói đâu. Mà chưa thấu đáo thì Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi là vô minh. Vậy thì vô minh không có nghĩa là mắng chửi ai ngu đần gì hết. Nghĩa là không thấy lẽ thật. Chữ vô minh có nghĩa là không thấy lẽ thật, không thấy chân lý. Mà hễ mình không thấy lẽ thật thì mình còn tranh cãi, mình chấp trước thế này thế kia. Cho nên người học Phật, nếu chúng ta chỉ là một Phật tử, tại sao chúng ta không gọi là tín đồ? Mặc dù trên nguyên tắc chữ nghĩa mình là tín đồ, nhưng trong Phật Pháp chữ tín đồ chỉ gọi trên văn tự. Nhưng mà nội tự Phật giáo không gọi đệ tử là tín đồ, mà gọi các vị là Phật tử. Tăng ni cũng là Phật tử, mình cũng là Phật tử. Cái chữ chung không gọi là tín đồ, mà chúng ta gọi nhau là Phật tử. Vì tại sao? Tại vì Phật tử nghĩa là người đó, kể từ khi bước chân vào chùa và kể từ khi họ phát tâm quy y, thì họ đem vào trong tâm thức họ một cái chất của tỉnh thức giác ngộ. Cái chất tỉnh thức giác ngộ để làm gì? Để bắt đầu mình soi sáng cho từng hành vi cuộc sống của mình. Cho nên nhà Phật không chỉ trở thành một tín đồ chấm hết, mà xa hơn nữa, từ tín đồ chúng ta phải đi đến để làm một hành giả. Tại vì chỉ khi nào chúng ta là một người hành, tức là thực hành, thì chúng ta mới nhận ra được cái chỗ tuyệt vời, cái chỗ an toàn, cái chỗ cứu cánh rốt ráo của nó. Còn không thì mình mãi mãi chỉ là một người tin Phật chấm hết, believer, a faithful. Nhưng mà nếu mình trở thành một tín đồ như vậy, một người biết, một người tín ngưỡng như vậy, thì nếu không có học thì càng ngày cái mình sẽ trở thành một người mê tín chứ không phải là chánh tín. Thấy không? Mà nếu mà lâu hơn nữa, mà khó khăn hơn nữa, sẽ trở thành người cuồng tín. Phật giáo không biến đệ tử mình trở thành một tín đồ, trở thành một mê tín hay là cuồng tín, mà chúng ta có chánh tín. Vì chúng ta có chánh tín cho nên chúng ta không bài xích ai. Chúng ta biết rõ cái nào là chân đế, cái nào là tục đế. Trong kinh sách đó,
Định nghĩa chữ tục có ba. Một, vì nó hư giả. Hư giả là gì? Nó rỗng. Nó rỗng, nó không thật. Thí dụ như ta kêu hư danh. Anh nó có cái danh đó, nhưng mà cái danh rỗng lắm. Nhất là chữ trụ trì nghe. Đừng nghe chữ trụ trì mà ham. Hư danh đó. Tại sao biết không? Đây, tất cả đại chúng ngồi đây, hết giờ đi về, nhưng mà chủ chùa phải đi khóa cửa. Ăn trộm mà nó vô, nó gom lại gom mình trước. Thật ra thì bếp nút chưa lao, trụ trì phải làm. Coi như cái gì mà còn lại, vị trụ trì phải bao sái hết. Cho nên nếu mình dính vào cái chữ trụ trì, trụ là ở, trì là giữ. Ở để giữ là ô xin. Nghe cho sang trọng trụ trì với là gì. Nhưng mà nếu mình dính vào cái chữ trụ trì đó thì mình không hiểu được chữ trụ trì. Mình không hiểu được trách nhiệm của trụ trì. Mà bắt đầu mình dính vào hai chữ trụ trì để mình ra oai. Thì mình sống bằng cái hư danh của trụ trì chứ không phải thực chất của trụ trì. Cái thực chất của người trụ trì là ở giữ, giữ từ vật chất, ở giữ tâm của người tín đồ. Phật tử đó người ta lung lay đạo tâm. Mình phải thuyết như thế nào để giữ tâm họ lại. Không phải chỉ giữ chùa. Giữ chùa chứ là giữ cái gì? Giữ hình thức, giữ cái building, giữ tòa nhà. Nhưng mà cái quan trọng là giữ gìn đạo pháp ở nơi chốn đó. Giữ đạo tâm. Phật tử tới chùa xin cầu an, thầy phải giữ đạo tâm. Thầy biết rất rõ phương tiện là cầu an. Nhưng mà nhờ cái lễ cầu an này mà mình thuyết cho người ta nghe, để tâm người ta an. Tụng ít mà người ta vẫn an, tại vì mình có nói chuyện với người ta. Còn mình tụng nhiều, họ ngồi họ bất an. Sao vậy? Tại đau lưng. Đã bệnh rồi mà vô tụng còn lâu hơn nữa, tụng xong bất an thêm. Cho nên họ không an ở chỗ nào? Họ không an cái phần thân 50%. Họ không an ở phần tâm 50%. Cho nên chúng ta phải nói như thế nào để giữ tâm người Phật tử. Trụ trì không phải chỉ giữ cái này, mà phải giữ gìn cái đạo, cái đạo đức, đạo tâm, đạo tình. Cho nên nghe người Phật tử này nói về người kia, thầy trụ trì phải có trách nhiệm khuyên lên, an ủi, chứ không có thêm vô để rồi hai bên xích mích. Cái này mình không hiểu được cái vai trò, cái ý nghĩa thâm sâu của nó. Mà chúng ta chỉ hiểu cái gì? Cái phần chữ nghĩa tên tuổi thôi. Cho nên định nghĩa chữ tục là gì? Hư giả gọi là tục. Ví dụ như cái hoa này nè. Cái hoa này nó giả, nó tạm thôi. Vì nó tạm cho nên nếu mình dính nó thì mình khổ đau, mình giành giật. Rồi gì nữa? Vì vô minh mình chấp vào nó cho nên gọi là tục. Con người chấp vào lời ăn tiếng nói cho nên rồi gây gỗ phiền muộn với nhau. Chấp vào những cái danh vị cho nên rồi buồn phiền với nhau. Đó. Cho nên rồi có một cái là vì nó là hư giả. Vì nó chỉ là do cái gì? Nó là hư giả. Nó là mình không hiểu và chấp. Và cái tật cùng của nó là gì? Duyên sinh tạm có. Này, hoa này nó còn được cắm ở trong một cái mút xanh và còn đủ nước nó tưới. Quên tưới nó sẽ héo liền. Còn vẫn tưới nó vẫn héo, nhưng mà héo lâu một chút thôi. Vì bản chất nó là tươi và phải héo. Mình giữ thì nó vẫn được, nhưng mà lâu hơn cái mình quên nó thôi. Cho nên hiểu được như vậy. Cho nên mình hiểu cái nào là tục đế, nghĩa là cái gì là phương tiện, cái gì là cứu cánh. Cho nên từ đó người chánh tín không bài xích. Ví dụ người ta đốt giấy tiền vàng bạc, mình cũng không cần bài xích chi. Nhưng mà mình hiểu đó là văn hóa tín ngưỡng nhân gian. Bỏ thì giống như nó mình thiếu, giữ nhưng mà biết cách làm. Thay vì người ta mua xe, mua nhà lầu, nhà kho, vân vân người ta đốt, mình nói thôi, đưa đồ nặng nề sách lâu,
đưa đô cho nó gọn, mua vài sắp đốt được rồi, mua vài sắp giấy tiền đốt được rồi, để dành cái tiền đó mình làm việc bố thí. Tức là mình làm sao? Mình hướng người ta, người ta vẫn đốt giấy tiền vàng bạc để người ta yên tâm là người ta có gửi giấy tiền đó cho người thân người ta, mình không bác được. Đó là phương tiện mà. Và đó là một phần văn hóa sống xưa nay của người ta mà. Nhưng mà hồi nào giờ ta cúng ta đốt dữ lắm. Mình biết tạm nó. Quý vị biết hồi xưa nhà giàu, người ta mà đem giấy tiền, người ta mà nhà giàu mà ta chết á, là người ta chôn sống người làm. Những cái người nhà giàu á, có hai người làm ta chôn sống theo, với ý nghĩa là đi theo hầu cái người chủ mình. Cho nên ngày xưa là vua mà chết á, thường là chôn quốc phi tần theo, để cái ý là hầu hạ cho vua. Thì các tổ của mình á, thấy như vậy nó không nên, các tổ mới bày ra, đi ra dạy cho mấy người nhà nghèo á, dán mấy cái hình nộm, in mấy giấy cũ á, lấy ra in số tiền lên đó, bày cho người nghèo có việc làm, rồi đem cái giấy đó bán cho nhà giàu. Rồi các tổ khuyên, các tổ nói mấy ông đừng có chôn sống chi, đây mấy ông mua mấy cái hình nộm này nè, đốt cho người thân của mình. Như vậy một việc làm của một vị tổ mà lưỡng cả lợi cả hai bên, giúp cho người nghèo có công ăn việc làm, giúp cho người giàu giảm đi cái lỗi là chôn sống người khác. Như vậy thì dây cái thời điểm đó, cái hoàn cảnh đó, chúng ta làm như vậy, vậy thì cái hình nộm đó chết có giá trị không? Có giá trị không? Có giá trị. Có người thắc mắc, ăn chay thì ăn chay đi, còn tôm, còn cá, còn gà, còn chả. Ta nói đúng mà, phải không? Bây giờ tôi lấy tàu hũ, tôi quấn con tôm, tôi giả, rồi tôi nhúng màu, rồi tôi chiên, tôi kho, tôi làm giống như con tôm vậy đó. Rồi cái anh kia anh ăn chay, anh mua con tôm chay anh ăn. Nhưng mà anh ăn con tôm chay này anh thấy ngon, từ cái hình thức cho tới cái gia vị tôi làm ngon. Nó thôi ăn tàu hũ của bộ dễ ăn hơn hơn. Vậy có cái con tôm tàu hũ này có giá trị thế cho con tôm thiệt không? Vậy sao mình không làm được? Cái con tôm giả là tục đế, cứu con tôm thật là chân đế. Cái người có chánh tín không bác ai, nhưng mình biết cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Cư sĩ tại gia chưa thể xuất gia được, mở một khóa tu xuất gia gieo duyên. Đúng ra là các vị phủi tóc, nhưng mà phủi rồi có 10 ngày sau đi về làm sao con đi làm. Thôi quý thầy phương tiện nhá kéo, vì quý vị chỉ là xuất gia gieo duyên, nhá kéo thôi. Ai muốn phủi luôn thì phủi, nhưng không ép. Quý vị không thể đắp cái y vàng như các vị xuất gia hẳn hòi được, thì phương tiện cho các vị đắp cái màu y bằng nâu mà màu đất. Y nâu cũng là màu của đất, y vàng cũng là màu của đất. Nhưng mà màu vàng này, màu đất của màu đất vàng này dành riêng cho các vị xuất gia hẳn hòi. Còn mình là người tại gia, mình xuất gia gieo duyên thôi, thì mình đắp cái y nâu cũng là một phương tiện. Như vậy chúng ta có đặt những món tên, nhưng mà mục đích của chúng ta là để hướng dẫn người mới bắt đầu ăn chay, để người ta dễ ăn, không có khó khăn. Chứ khi mà họ thuần rồi đó, khỏi cần, họ tự động họ cũng ăn theo cái bình thường, trở lại là ăn những cái món rất bình thường. Nhưng người ta mới, ta đâu có làm được. Quý vị biết ngày xưa mấy chú tiểu vô chùa, có nhiều vị hòa thượng cũng vẫn còn phương tiện. Nhỏ quá, nó chưa quen, thôi kệ cho nó ăn chay 5 ngày tuần, còn 2 ngày cuối tuần cho nó xả một chút. Nhưng mà đỡ hơn nó không ăn. Rồi khi mà nó ăn quen, nó thuần rồi, nó khỏi ăn. Quý vị hiểu rồi nói không? Thành thử ra trong nhà Phật có hai từ: tục đế và chân đế. Chữ đế là chân thật,
Chân thật là lẽ thật, và lẽ thật để chúng ta dung được cái tục, cái tạm. Đó. Tục là của thế gian, mà trong thế gian đó họ làm, nó vẫn có những ý nghĩa, có thể nó là phương tiện, hoặc là cái ý nghĩa đó 50%. Nếu chúng ta là người có chánh niệm, chúng ta thổi vào đó 50% nữa, thì cái này là cái chỗ mà người hành đạo phải biết làm. Mình là người hành đạo, nghĩa là mình đem, mình thực hành cái đạo lý, chứ không phải đạo Phật, chứ không phải cái tôn, chứ đạo đây không phải là mình đi tuyên truyền cái tôn giáo của mình, mà chúng ta thực hành cái đạo lý, cái đạo đức mà nhà Phật muốn nói. Cho nên gọi là hành đạo, nghĩa là anh thực hành cái chân lý đó trong đời sống của chúng ta. Đâu phải quy y rồi không cho mình nói chuyện, đâu phải quy y rồi là mình phải làm gì mà gọi là bất thường đâu. Tất cả mọi sinh hoạt vẫn bình thường, nhưng bây giờ chúng ta thổi vào cái đời sống bình thường của chúng ta thêm một chất liệu chánh niệm. Hồi đó mình nói ưng chi nói nấy, nói không cần suy nghĩ. Bây giờ quy y rồi, nói có suy nghĩ trước khi nói. Nói với ai, nói việc gì, nói lúc nào, tự nhiên mình nói một cái mọi việc nó yên liền, tại mình có suy nghĩ rồi. Mục đích của mình nói để cho cái sự việc nó tốt, nhưng mình không có suy nghĩ kỹ thì sự việc nó hư. Thì bây giờ tại sao mình không suy nghĩ kỹ để nói một lần một cái là giải quyết xong hết? Vì cái cách nói của mình, cái ngôn từ mình sử dụng, cái cách mình nói, và lúc nào mình nói đúng lúc, khỏi mất công, phải không? Như vậy cái này là cái chỗ cứu cánh mà rốt ráo mà người học Phật cần có. Cho nên chữ tu đạo, hành đạo. Vậy thì tu là gì? Là tu cải hành vi thôi, cải ác tùng thiện thôi, sửa đổi cái xấu thành ra cái lành. Ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Cái gì mình nói mà người khác tăng ít gọi là thiện. Mình nói mà để tổn giảm cái hạnh phúc, cái đau thương cho mình, cho người thì cái này là ác. Cho nên ác đâu nhất thiết phải làm gì ghê gớm. Không phải là mình giết người cúp của gì, nhưng mình nhiều khi chỉ một hành động, một lời nói. Cho nên nhị đế dung thông. Rót trà, đó là chuyện của thế gian. Hồi xưa người ta đâu có rót trà đâu, người ta rót rượu, tửu châm. Cái nghi thức tủ châm này đi vô tới nhà Phật, cái nhà Phật đổi thành trà châm. Hồi xưa người ta cúng mặn, khi vô tới nhà Phật là đổi lại thành một bữa cơm chay. Như vậy thì cái văn hóa cúng kính không phải của Phật giáo. Cúng cơm, cúng nước, cúng trà, cúng thờ tổ tiên không phải của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật biết tiếp nhận, tại vì Phật giáo có chân lý, Phật giáo có chân đế. Còn cái nhân gian tín ngưỡng là tục đế. Mình lấy cái tục đế, mình thổi cái chân đế vào, dung thông. Bát là mình mất. Tại sao mình không biết dung? Phải không? Mình dung để làm gì? Dung để dưỡng. Mình dung cái đó, nạp cái đó, để mình dưỡng cái đó. Cho nên con mình cũng vậy. Con mình cũng vậy. Ví dụ nó về nó nói một điều gì về nó, chúng ta nổi giận lên liền. Thí dụ nó nói mẹ ơi, bây giờ con quyết định là con không đi học nữa. Mình la làng lên, mà mình không ngồi lại với con. Sao vậy con? Mình phải nghe nó lý do nào nó không đi học. Có thể nó đang buồn phiền trong trường, hoặc là những môn học nó yếu kém, hay bất kỳ lý do nào. Nếu ở trường này không được, mẹ dời con qua trường khác. Cái quan trọng là mình đủ cái khả năng mình dung nhiếp nó, mình dung cái câu chuyện nó nói, để chúng ta dưỡng lại cái tinh thần. Nó là bây giờ nó đang lười học, nó đang chán học, mình dưỡng nó lại. Mình dưỡng nó lại. Thỉnh thoảng Pháp Hòa được gặp quý thầy trẻ hơn, giống như sư em, sư đệ của mình vậy. Các thầy hay hỏi Pháp Hòa những cái góp ý để cho các anh em phấn chấn làm đạo. Thì Pháp Hòa luôn luôn khuyến khích, ngày nay các thầy có khó khăn,
Nhưng thật sự cái khó khăn của các thầy mà so ra với khó khăn của các bậc thầy mình 40 mấy năm trước, mình không có đến nổi. Bây giờ các thầy chỉ khó khăn trong công việc, chứ chùa chiền của thầy có sẵn rồi nè. Mọi việc nó đã ngăn nắp rồi, các thầy chỉ tiếp tục mồi đèn tiếp lửa. Chứ ngày xưa là các thầy phải là khai lửa, khai hoang. Ngày nay không cần phải khai hoang gì nữa hết, mà chúng ta tiếp nối thôi. Nội nhiều đó mình thấy mình đỡ đỡ hơn rồi. Như vậy thì khi chúng ta tiếp nhận một câu chuyện của ai, để làm gì? Để chúng ta hiểu, mà chúng ta cho vào đó một cái chất dinh dưỡng đúng mức. Còn nếu như mà theo mình nói theo ngoài đời là dung dưỡng là gì? Mình dung cái dở của nó, rồi mình nói theo nó để mình dưỡng cái dở nó. Nhưng mà ở đây chúng ta là người có tuệ giác mà, chúng ta đâu có để nó vậy. Chúng ta biết nó eo uột chở đâu, chúng ta chữa nó chỗ đó. Cũng giống như mình mới trồng cái cây, trồng xuống thì gió nó thổi, cây nó nghiêng. Ngày hôm sau biết liền, kiếm cây, cái dây rì nó lại, cột nó hướng này để giữ cái cây. Mà tốt nhất là giữ 3 cái dây để giữ cái cây đó đến khi nó cứng cáp, rễ nó bám vào đất. Đó là một hình thức chúng ta biết cách làm. Cho nên á, chúng ta có một cái điều chúng ta cần nương tựa, đó là quy y pháp. Quy y pháp là chúng ta trở về tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì? Cái nguồn sống. Mình đang bị eo uột, khô cằn. Chúng ta tiếp nhận cái nguồn sống trở lại. Hồi nãy Pháp Hòa được tiếp xúc một vị. Đây, mẹ con chia sẻ với con lúc mẹ con bị trầm cảm. Mà tụi con về, tụi con đưa ra những cái phương cách khác mẹ làm không được. Và lúc đó mẹ chỉ làm một việc thôi, là tối nào mẹ cũng mở băng giảng của thầy mẹ nghe. Mẹ nghe bây giờ mẹ đỡ rất là nhiều, mẹ khỏe trở lại và mẹ nói con lên cảm ơn thầy. Pháp Hòa nói nhiều khi á, cái người trầm cảm cũng chẳng nghe gì đâu, nhưng mà tại cái lời đó, có thể không nhớ gì, nhưng mà cái âm ba lúc đó, mà một hai câu nào lúc đó dưỡng được, họ nghe cái chỗ đó họ hiểu, họ không cần phải suy nghĩ. Họ đang trầm cảm mà, nhưng mà họ nghe những cái lời giảng cần phải động não suy tư gì hết, nghe đâu hiểu đó, nghe tới đâu hiểu đó. Thành thử đó, nó giống như là người ta rửa nhà vậy đó, nước rửa tới đâu sạch tới đó, nước rửa tới đâu sạch tới đó, ăn tới đâu ngon khỏe tới đó thì người ta giải thôi. Cho nên pháp là gì? Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Như vậy không luận chúng ta có đức tin nào, cái gì mà dinh dưỡng chúng ta đều tiếp nhận để nuôi. Hôm qua giờ Pháp Hòa gặp nhiều vị bên nhà thờ, nhưng mà các vị nghe cái gì? Các vị đâu phải nghe cái gì mà không hay ho, mà nghe cái gì mà đem về giúp đỡ cho mình được, nuôi dưỡng mình được. Ở bây giờ có thuốc bổ nào để thuốc bổ này để dành bán riêng cho đạo nào không? Ai bệnh là cần thuốc hết. Thì pháp là thuốc. Cho nên Ngài Ấn Quang Ngài mới nói, Ngài Ấn Quang Ngài dạy, thuốc không phân hay dở, thuốc nào chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp. Pháp như thuốc vậy đó. Cho nên người bán thuốc giỏi, người bán thuốc, người biết thuốc là không bao giờ quảng cáo thuốc này hay nhất nha. Thuốc nào mà hợp với người nào bệnh mới hay. Cho nên không có được nói câu là pháp này hay nhất. Tại vì có thể hay nhất với mình, nhưng mà nó hay bét với người kia làm sao? Nó không có hợp. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tại sao chúng ta gọi nhau là Phật tử? Vì trong chất cắt bắt đầu từ giây phút này, mình có chất Phật. Và từ cái chất này đưa mình đến thành một cái người hành giả tu tập. Một cái người chúng ta gọi nhau là đạo hữu, cùng một cái con đường với nhau. Cho nên mình không phải chỉ biến mình thành một tín đồ, mà trong cái tín đồ này phải thổi vào đó cái tuệ giác, để cái niềm tin của chúng ta trong sáng.
mà người nào tin trong sáng vậy, Phật giáo gọi là đại thừa. Bây giờ sẽ người ta thấy, ô, đại thừa đâu phải là cái từ để dành riêng để phân biệt hai tông phái. Không phải vậy. Nó có nhưng mà ở một cái trường hợp giải quyết khác. Nhưng mà cái nghĩa sâu màu của chữ đại thừa là khi tâm tư mình rộng mở, thấy được các pháp một cách linh động, tuyệt vời, rộng rãi là đại thừa. Pháp Hòa ví dụ như con mình bị gạn bạn chơi gác, mình đâu có thể về nói sao con ngu quá vậy, mai mốt con phải thế này thế kia, đó là mình dạy con mình sống không tốt. Không sao con, kệ bạn bè mà, rồi từ từ mình hướng dẫn cho con, nhưng trước hết không dạy con mình một cái mưu mô. Và phải dạy con mình cái chuyện đầu tiên nên có tâm cảm con người, đó là cái tâm bao dung, cái lòng độ lượng. Mặc dù mình biết mình đang đầu tiên là phải hướng dẫn con mình, rồi từ từ mình chỉ cách khác, nhưng mà nhất định không chỉ con mình một phương pháp bất thiện. Tại vì sao? Tại vì con người muốn sống thiện thì rất khó, muốn sống bất thiện thì rất dễ. Quý vị để ý coi, xây một cái nhà lâu lắm á, nhưng muốn đập cái nhà đó mấy hồi. Mình bỏ ra một ngày trời nấu một nồi súp, ăn có 10 phút mà. 10 phút sau là nồi súp sạch đất. Nhưng mà phải nấu cả ngày, phải không? Vậy thì trong cuộc sống này, cái gì muốn xây dựng, muốn thành tựu là một quá trình. Còn muốn dẹp nó không đơn giản, nó đơn giản lắm. Cho nên hồi sáng Pháp Hòa có thưa đó ha, đại chúng phải nhớ là Phật giáo luôn luôn, Đức Phật luôn luôn chỉ cho mình đừng có dính cái, đừng có lụy vào cái khổ, và thấy rằng những cái khổ và những cái khó khăn nó chỉ là một quá trình. Cái quan trọng là mình có phương pháp, mình có phương pháp để chuyển khổ thành vui. Cho nên mà cái phương pháp này nó giúp cho mình trong sáng và nhận ra rằng không có cái này thì không có cái này. Cho nên bây giờ nếu trong cuộc đời mày này mà người nào khổ mà cũng đều tự vận hết thì thế gian này chắc không còn ai, tại ai không có ai không khổ. Không ai không khổ hết trơn. Mà nhất là sau cái dịch này là còn dữ dội nữa. Nhưng mà rồi quý vị thấy không? Thoáng một cái 4 năm rồi đó. Thoáng cái dịch Covid đã 4 năm trôi qua. Rồi chúng ta lây lất, rồi chúng ta nhồi lên đấy xuống, chúng ta đóng cửa, đeo khẩu trang, đủ kiểu hết, rồi chúng ta cũng survive. Phải không? Thành thử ra một khổ là một quá trình. Nhưng mà nhờ chúng ta có phương pháp, cho nên chúng ta đi với những quá trình đó, để đưa tới cái chỗ hết khổ, giải khổ. Vậy thì mục đích của Đạo Phật là gì? Là giải khổ an vui. Đức Phật nói khổ, nhưng Đức Phật đâu có muốn chúng ta lụy với cái khổ đó đâu. Thí dụ như ai mà trên đời này ai không biết, ai mà không biết hai chữ thất tình? Ai cũng biết hết á, dù người chưa có miếng tình nào vắt vai cũng biết hai chữ thất tình. Nhưng mà thôi kệ đi. Ít nhất một lần, thà được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng coi như, cũng như là hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở, thà chấp nhận. Cho nên người nào mà người ta viết nhạc tình mà càng lũy chừng nào biết nữa, nhạc sĩ đó cũng thấm thía lắm rồi đó. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, nhưng mà cuối cùng chân lý em, chính em. Chính em. Bây giờ khổ lụy cũng em, mà cành vàng lá ngọc cũng chính là em. Bây giờ mình nhìn coi, bữa nay mình cười hỉ hả vậy chứ cũng có những ngày khóc bù lu bù loa chứ bộ. Phải không? Mình hết à, ngay đâu đó. Cho nên tạc nhược dạ so tâm, kim triêu bồ tát diện. Hôm qua tâm dạ so, sáng nay mặt bồ tát. Tạc nhược dạ so tâm, hôm qua chưa hiểu đạo,
chưa thấu lý thì tâm mình như dạ xoa, như la sát. Thấy không? Tạc nhật dạ xoa tâm. Nhưng mà cũng cái tâm đó thấu đáo rồi thì kim triêu Bồ Tát diện, sáng nay là diện của Bồ Tát. Cho nên cái ông mà le lưỡi, thật ra ông không phải le lưỡi. Ông Tiêu không có le lưỡi nha. Ông Tiêu phun lửa, khẩu trung phóng hỏa mà. Khẩu trung phóng hỏa tức là cái miệng của ông phun lửa ra. Đầu đái tam sơn, trên đầu có ba cái núi. Trên đầu có ba ngọn núi, nhưng mà giờ họ tạc tượng nhìn như ba cái sừng vậy. Nhưng mà cái câu người ta tán thán ông Tiêu là đầu đái tam sơn, thiên địa động, trên đầu đội ba ngọn núi, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, miệng phun lửa, nhưng mà giờ người ta tạc làm sao rồi ông leo ông lưỡi ra. Chỉ có treo cổ đó mới tự nó mới le lưỡi kiểu đó thôi. Nhưng mà giờ người ta làm cái lưỡi phúng hỏa, cái miệng phúng hỏa, cũng giống như ngài Địa Tạng vậy, cầm cái viên minh châu. Nhưng mà giờ minh châu là nó tỏa sáng, cho nên giờ không biết làm sao tỏa sáng, cái vẽ cái cục cái nhỏ gì cái mà nó trời, Địa Tạng cầm cục lửa. Ta tưởng Địa Tạng cầm cục lửa mà thật sự cái đó không phải cục lửa, nó là viên minh châu. Viên minh châu ngài Địa Tạng ngài cầm trong tay trái của ngài vậy nè, rồi tay phải ngài cầm tích trượng nè, phải không? Tay trái là tượng trưng cho năng lực, mà người có năng lực cho nên mới tỏa sáng được từ tâm. Cho nên cầm viên minh châu đó là tâm mình luôn tỏa sáng. Tay này cầm cái gậy là vì tỏa sáng, cho nên tâm mình vẫn kiên trì dù sóng gió. Cho nên hình ảnh của ngài Địa Tạng là hình ảnh của người kiên trì tỏa sáng và giải thoát. Vì giải thoát cho nên tất cả các Bồ Tát, Bồ Tát nào cũng có tóc hết, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng không có tóc. Văn Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc, Quan Âm có tóc, Thế Chí có tóc, Nhật Quang biến chiếu có tóc, Nguyệt Quang biến chiếu có tóc, chỉ có ngài Địa Tạng không tóc. Mà lại đắp y của người xuất gia, vậy hình ảnh đó là người giải thoát. Còn tay ngài cầm tích trượng là sự kiên trì của tâm. Kiên trì mà không mê mờ, ở địa ngục mà lòng vẫn sáng. Cho nên ngài Địa Tạng ở đâu? Mình hay nói ngài Địa Tạng ở cõi u minh, chỗ tối tâm, nhưng mà tối cái cảnh thôi, chứ tâm đâu có tối. Có phải mình đang ở trong cõi mộng không? Rồi thiện rồi cũng có những người đang mê, phải không? Nhưng mà tại sao vẫn có người ngồi đây nghe pháp, đi tu? Vậy thì trong cõi tối mà mình vẫn tỏa sáng, dù chỉ là sáng như một diêm quẹt. Như ta thà là chiếc que diêm, thà là chiếc que diêm, nhưng nó vẫn tỏa sáng của chiếc que diêm, để người khác thấy cái công tắc đèn ở đâu mà bật lên. Bật lên rồi ta bật lên đèn, diêm quẹt nó xong nhiệm vụ của nó. Vậy mình làm chiếc que diêm cũng được ha. Lỡ làm một chiếc que diêm sáng đời một chút lửa tim mặn nồng, mình làm một chiếc que diêm bật lên, mình xé lên cái lóe sáng của mình, nó không là gì hết, nhưng mà ít nhất nó cho người ta thấy được công tắc đèn nằm ở đâu, để người ta bật cái công tắc đó lên và người ta sáng cả một gian phòng. Rồi cái diêm quẹt nó đi về cái chỗ của nó, nhưng nó vẫn hạnh phúc là vì nó làm xong cái bổn phận của một diêm quẹt. Trụ trì là vậy đó, người chánh tín là vậy đó. Mình đưa người ta về với cái chánh tín, nhưng mà rồi mình vẫn là mình, vẫn đi trên cái con đường nhẹ nhàng của mình. Quý vị hiểu ý và nói. Cho nên cái bình bát của nhà Phật, tại sao Đức Phật dùng cái bình bát đó? Vì nó chỉ là ứng lượng khí dụng đủ để nuôi thân. Chữ bát đó là mình gọi là chữ bát đó, không phải tiếng Việt. Không phải như là bát chén của tiếng Việt mình, người Bắc kêu là bát, người Nam kêu là cái chén. Cái chữ bát này là tiếng Phạn, bát đa la. Người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Cái vật dụng đựng thức ăn ứng hợp với cái khả năng ăn của mình thì gọi là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp, lượng là số lượng,
Khí là cái dụng cụ. Dụng cụ nó ứng hợp với sức ăn của mình. Thì đời mình cũng như một cái bình bát. Mỗi ngày mình dụng đủ để nuôi thân. Mình dụng đủ nuôi thân. Và những gì chúng ta chia sẻ, có đôi khi người ta đâu cần gì hơn. Cần một miếng cơm bình thường đã đủ. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng nhớ là tại sao thường chữ nghĩa ta đây là những tín đồ của Phật giáo, nhưng trong chùa ít có khi nào quý vị nghe câu đó, phải không? Tại vì sao? Mình không phải là một đồ đệ chỉ biết tin, mà một người đồ đệ biết biến cái niềm tin mình thành ra cái sự tu tập. Và mình đưa cái tin của mình, chữ mới đầu là tin nha, mới đầu là tin, và phải hành để chữ tin này nó đi đến cái chữ tín. Hai chữ nó nghĩa nó khác nhau. Chữ tin là mình faith hay là mình believe thôi, nhưng mà chữ tín là faithful, nghĩa là cái tín này nó có trí tuệ, nó có tư duy, nó có hiểu biết, chứ không phải tin càng. Cho nên nha, chữ tin mới đầu là mình tin, nhưng phải tu tập làm sao để chuyển từ chữ tin lên thành chữ tín. Vì chữ tín nó có nghĩa là có tư duy, có sáng biết để đưa cái niềm tin của mình đi đến cái chỗ trọn vẹn rốt ráo. Cho nên Phật tử phải học Phật. Cho nên các chùa hay để cái chữ duy tuệ thụy nghiệp. Duy có trí, lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà như vậy không lẽ mình xây dựng một mớ kiến thức của người đệ tử? Dạ không. Cho nên nó là cái là phải học, nhưng mà phải đưa cái học đó đi đến thêm một bước nữa là hành. Cho nên hỏi giáo lý nhà Phật có bốn cái đặc điểm sao? Bốn cái: giáo, lý, hạnh, quả. Nhớ bốn chữ đó không? Giáo, lý, hạnh, quả. Tại sao gọi là giáo? Giáo là dạy. Nhưng mà không phải dạy mà không có cái chân lý trong đó. Dạy phải có chân lý. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình thấy người ta chết á, người ta hay luộc cái trứng gà, người ta để dưới chén cơm ở trên đầu nằm người mất. Đó là tục đế đó. Tại sao trứng gà người ta không đem để sống mà ta luộc? Tại vì khi luộc cái trứng gà lên rồi á, thì trứng gà nó có hai màu: tròng trắng và tròng đỏ. Tròng trắng là tượng trưng cho dương, tròng đỏ là tượng trưng cho âm. Vậy thì luộc cái trứng gà nó lên để mới nói lên ý nghĩa gì? Bây giờ người này đang ở cái cõi âm dương. Chết rồi là âm, nhưng chưa chôn là còn dương. Giao thoa giữa âm và dương. Cho nên mình lại hai lại. Người chưa chôn lại hai lại, chôn rồi lại bốn lại. Và kể từ đó cúng ông bà tổ tiên chúng ta lại bốn lại. Bốn lại là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu. Cho nên hãy cúng dỗ, cúng chung ông bà để bốn chén. Để bốn chén cơm. Có thể mình xới rang dĩa cơm để bốn cái chén không. Để tượng trưng cho gì? Tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Vậy thì cái đó nó là một phương tiện, nó là cái tập tục nhân gian mà. Nhưng mà mình nói ra xong mình nói cái lý, con cháu mình nó nghe, thấy có cái lý. Tại sao mình phải cúng dỗ ba? Thì giống như con còn sống thì con có sinh nhật, phải không? Nếu mà ai quên sinh nhật con buồn. Mình sống nhớ sinh nhật, chết nhớ ngày mất. Như vậy văn hóa Việt Nam hướng dẫn cho chúng ta sống chết phải tương đồng. Chúng ta gọi là gì? Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Ngày sinh nhật mua cái bánh về cắt, ngày giỗ làm mâm cơm cúng, sinh nhật tụ họp về celebrate mừng.
dỗ quy tụ con cháu về nhắc hôm nay dỗ ông nội ông ngoại đó, và chỉ cho con cái biết. Hai cái lý âm dương nó không khác, nhưng mà ứng với người chết, ứng với người mất và người sống phải có cách. Như vậy thì nhà Phật dạy cho chúng ta không phải chỉ là giáo, mà trong giáo phải có lý. Lý là chân thật, là lẽ thật, là cái đạo lý của nó. Chứ còn nếu mà nói khơi khơi mà dạy mà không nói lý. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa làm gì sai, Pháp Hòa không có dọn đâu. Pháp Hòa để nguyên đó. Để chi? Một lát về Pháp Hòa có cái Hòa nói. Nói cái hư và chỉ cái không hư. Pháp Hòa ví dụ, mấy chú tiểu hồi nhỏ đi học về là hay phải cúng cháo, cúng cô hồn. Thì ở chùa có cái bình thủy nhỏ nhỏ vậy nè. Sáng thì mấy cô múc miếng cơm nấu rồi hay miếng gạo để ở đây, bỏ nước sôi vô, chiều là nó nở ra thành chén cháo. Mấy ông chỉ cần về trút cái bình thủy ra cúng thôi. Cúng xong không rửa. Để đó. Xong 2-3 ngày Pháp Hòa thấy rồi, Pháp Hòa tuyên bố nha. Bắt đầu từ chiều hôm nay chùa mình ăn cơm rồi không có rửa chén. Đem vô phòng cất hết, chiều mai đem ra chén đó ăn tiếp. Mấy ổng trợn mắt nhìn. Dơ chết thầy ơi. Ủa vậy hả con? Thầy tưởng đâu là các con muốn kiểu đó, cho nên cái bình thủy cúng cô hồn không có rửa. Nếu mình rửa thì lấy gì mình chỉ? Cho nên Pháp Hòa để yên đó. Nếu con biết ăn cái chén sạch thì cái khác nó cũng cần, người khác cũng cần sạch. Quý vị có biết ở đây có ai có con có cháu mà đi học về vớ mà nó lột nó ngược vậy, có nó nuôi cái cục dục vô cái máy giặt không? Có ai bị vậy không? Nhà em bị hoài. Lột ra giặt vậy, giặt ra đâu có sạch gì đâu. Nhưng bây giờ nếu mình lộn ra mình giặt nó không thấy. Pháp Hòa để nguyên cục đó, chiều về hỏi cái này sạch hay dơ, không đâu nhớ. Bắt đầu bóc lên ngửi. Nó bóc lên nó ngửi, mà ngửi cũng không biết luôn, tại vì ở trong là hôi hôi mà ngoài này thơm thơm của xà bông. Nó dạ con không biết. Pháp Hòa mới nói cái này là hồi đêm hôm con bỏ giặt rồi nè, nhưng mà con giặt cái kiểu này con lột ra, mà thầy đã dặn rất là nhiều lần, nó chơi ở trong mấy cái playground á là cát không, rồi anh về anh lột anh lùi một cục vậy là sổ ra một cái cát không. Con giặt như vậy vừa hao công hao nước hao xà bông, rồi thầy thấy thầy cũng nổi cơn thầy lên nữa. Cái này là cái mình ẩu. Rồi bắt đầu mình mới sổ cái chiếc vớ ra. Con chỉ cần làm một cái việc thôi là sổ chiếc vớ ra, vũ cát, bỏ sạch. Mà một việc làm nhẹ đó của con không phiền ai hết, thầy không có giận. Mình không mất công mình phải giặt hai lần, đỡ tốn nước, đỡ tốn xà bông. Nhiều khi trong cuộc sống có một cái việc rất nhỏ mà con lười con không làm, là con sẽ làm phiền rất nhiều những cái khác. Đi học về khoe: thầy ơi, bữa nay cô giáo vui với con lắm, tại vì con đanh homework. Ủa vậy con làm homework xong cô giáo vui, rồi bây giờ con kể, rồi xong con nghe, vậy con có vui không? Dạ vui. Rồi bây giờ con kể thầy nghe, con nghĩ thầy vui không? Dạ thầy cũng vui. Vậy con thấy không? Con chỉ cần làm homework một cái thôi, ba người vui. Con không làm homework cái ba người giận. Quý vị hiểu là nói không? Luôn luôn là Pháp Hòa dạy các chú tiểu ở chùa cái kiểu đó. Chén nó úp, dạy úp xong rồi cái nhỏ cái lớn, con nít mà, nó chỉ cần vô tủ cái là đanh. Mở một cái nguyên cái đống nó ào ra. Rồi ta bà ha hết mớ. Không tu là trào máu. Cho nên mấy Phật tử cứ vô chùa hỏi thầy, thầy thầy có bị cao máu không? Pháp Hòa này máu lúc nào cũng cao, chỉ cần đợi trào thôi. Bây giờ quý vị hiểu cái gì gọi là giáo và lý không? Giáo là mình dạy, nhưng trong lời dạy phải có lý, gọi là giáo lý. Mà người mình hành, mình dạy giáo, mình nói lý, thì người đó họ sẽ hành. Hành thì sẽ đưa đến cái gì? Kết quả.
Đó là bản chất giáo lý của nhà Phật. Bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Mình cứ lấy công thức đó mà mình ứng dụng trong cuộc sống thì chừng đó mình mới thấy gì? Phật pháp bất ly thế gian. Phật pháp không có rời thế gian. Tại giờ rời thế gian nói cái gì? Đạo Phật là chân lý, là con đường để chỉ cho anh sống. Bây giờ người không có sống hết nói gì? Cho nên con người còn ăn, dạy cách ăn. Con người còn uống, dạy cách uống. Con người còn sống, dạy cách sống. Mà dạy đây không có nghĩa là mình làm thầy đời ai, mà chỉ cho cái cách đi cho nó đúng để khỏi mất công. Có nhiều người á, tự ái không hỏi đường. Chỉ cần hỏi cái đường ta chỉ liền à. Không, tôi biết mà, đường này tôi đi hoài. Đi mấy tiếng đồng hồ không tới nơi tới trốn gì chứ. Có phải khổ không? Chỉ vì một cái chữ tự ái, để rồi mình tự đưa mình vào cái chỗ trễ nải, phiền muộn rất nhiều. Cho nên Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nếu mình hiểu theo cái kiểu khác, cái chữ, cái câu đó nó nhiều nghĩa đó. Nếu mình nghĩa là trên trời dưới trời này, các vị phải cẩn thận nhất là cái bản ngã của con người. Còn nếu hiểu một nghĩa nữa, theo nghĩa của Niết Bàn, trên trời dưới đất này không có gì quý bằng khi con người sống được tự tại, không ràng buộc, không khổ đau. Chữ ngã này trong trường hợp này nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn: thường lạc ngã tịnh. Niết Bàn là một chữ nói chung, nhưng mà làm sao để định nghĩa Niết Bàn, và ai mới được sống trong Niết Bàn? Người đó phải có đủ bốn chất của thường, của lạc, của ngã, của tịnh. Thường là giữ tâm bình thường. Đời có thay đổi nhưng lòng mình không đổi thay. Thời tiết có đổi thay, không lẽ mình vui theo bữa nào nắng rồi mình buồn theo bữa nào mưa? Cái chuyện thời tiết mà. Nhưng anh vẫn giữ cái tâm anh bình thường. Sẵn đây trả lời câu hỏi luôn. Có một Phật tử mới viết giấy hỏi qua: thầy ơi, có những ngày bán ế con buồn quá, con phải làm sao? Giờ không lẽ mình kể một câu chuyện. Có cái bà đó, bà có người đệ tử, bà có hai người con trai. Một đứa bán dù, một đứa bán giày. Mà bữa nào mà trời mưa thì đứa bán dù nó đắt, bữa nào mà trời nắng đứa bán giày nó đắt. Thành thử ra không lẽ bây giờ bà đứng ra bà nói xin mỗi ngày, ngày mưa ngày nắng. Thì bây giờ ý cái câu chuyện người ta chỉ muốn nói với mình: hễ mưa thì cũng có người có lợi, mà nắng cũng có người lợi. Vậy thì cuộc sống có những ngày mình vui, có những ngày mình buồn, có những ngày mình đắt, mình ấy. Nhà thơ Nguyễn Bính mà còn xác định với mình mà: gió mưa là bệnh của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng. Ai biểu yêu làm chi vậy tương tư? Rồi ở đâu thắc mắc chi hai thôn chung lại một đàn lột làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này? Nhà nàng ở cạnh nhà tôi mà cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa muốn nói như vậy để rồi chúng ta hiểu cái gì gọi là nhị đế dung thông. Giữa sống và chết, vừa có và mất, phải không? Giữa đời và đạo. Cho nên người, tại sao Đức Phật tu trung đạo? Phật có cái chấm ngay đây nè. Ngoài cái ý nghĩa là người Ấn Độ chấm chấm vậy đó, nhưng mà Đức Phật có một cái tướng tốt là bạch hào uyển chuyển. Cái bạch hào đó nằm ngay đây. Tại sao không mọc phải mà không mọc trái? Bởi vì phải trái vẫn còn đối đãi. Trên mọc ngay đây. Mà khi sắp sửa Phật nói kinh nói pháp là Phật phóng quang ở đây. Cái chữ phóng quang là gì? Lấy lòng từ và trí tuệ ở cái tâm bình đẳng mà nói, chứ không có phân biệt. Nãy giờ Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa không có biết ai Nam ai Bắc, ai ăn bằng ai ăn cựu, ai Thuận An.
tâm mình bình thường nói Phật. Mưa không có phân biệt, mưa như giáo pháp của Phật xuống không có phân biệt, mà tùy cỏ cây mà lấy nước. Cây to lấy nước nhiều, cây trung lấy nước vừa, cây nhỏ thì lấy nước ít. Mà nếu nó là cây khô, cây chết thì nó khỏi lấy, thì có thấm được gì đâu, phải không? Thiên vũ tuy khoan, thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Mưa thì rộng khắp vậy đó, nhưng mà cây không có rễ thì lấy gì nó lấy được nước. Bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng đại, cửa chùa, cửa Phật rộng lớn, nan tinh, nan dung, bất tính chi nhân, không thể dung nạp được người không có lòng tin. Chiều nay có những Phật tử đi 1-2 tiếng mới tới mà, nhưng mà lòng mình muốn thì mình sẽ tới. Đời không có khó vì ngang sông, ngăn sông cách núi. Chỉ sợ gì khó lòng, khó vì lòng người, ngại núi e sông. Mình hiểu được như vậy, từ đó mình mới thấy. Pháp Hòa hay đưa một cái ví dụ với mấy em nhỏ. Hồi trưa này con em Pháp Hòa cũng nói: con học Phật để con biết cái cách dung hòa trong sự sống. Con không có phải là con sống hồi xưa, có thể con nghĩ là miễn mình vui là được rồi. Con không có sai, con không có sai, con nghĩ vậy cũng không có sai. Nhưng con sẽ dễ thương hơn nếu không phải chỉ con vui mà người khác cũng được vui. Mình nhớ là Phật không có chỉ định ai tội lỗi, địa ngục, đọa đày gì hết. Người ta sống như vậy cũng có gì sai đâu. Nhưng nếu người con người mình sẽ dễ thương hơn, hay hơn, đẹp hơn nếu mình vui và cũng biết làm cho người khác được vui. Cái quyền của mình mà, phải không? Cũng như mình nấu một món ăn, nấu xong rồi mời mọi người tới ăn mà rốt cuộc không ai ăn được hết, tại vì quá cay hay là quá mặn hay quá ngọt, vân vân. Nấu như thế nào mà mình ăn được, người khác cũng ăn được, vậy thì mình mới đạt được cái mục đích mình nấu mà mời người ta tới ăn. Mời người ta tới ăn mà rốt cuộc nấu toàn là những món mình ăn được mà không ai được ăn được cái gì hết, thì ai dám nói gì đâu. Nhưng mà lần sau mời nó thôi khỏi. I am fine. Nhưng mà nếu mình nấu được người khác được ăn nữa thì mình mời người ta sẽ tới, phải không? Mình nói một câu để hả dạ mình, ai làm gì được mình đâu. Nhưng sao mình không nói một câu nào mà vừa vui mình mà người khác nghe người ta cũng hạnh phúc. Cái chỗ đó là cái chỗ nhà Phật muốn chỉ dẫn. Học Phật không phải để về ở chỗ với Phật, mà làm sao chúng ta sống được giữa con người với con người. Tại vì Phật ở trển rồi, mình có nói gì Ngài cũng đâu có nói gì nữa đâu. Bằng chứng là giờ họ nói tối nay ở, sáng đêm nói, còn Ngài cũng ngồi đó. Cho nên thường các vị hay nhắc mình đó, không phải mình tu với Phật, tu là tu với chúng sanh. Tại vì chúng sanh người ta còn buồn, còn giận, cho nên mình phải cẩn ngôn để điều hòa cái giận hờn của chúng sanh. Quý vị hiểu rồi nói không? Cho nên đó, cái việc đó nó giống như mình tụng kinh vậy đó. Đại chúng người ta tập hợp ta tụng kinh. Anh thuộc kinh là một chuyện, anh tụng hay, tụng giỏi, tụng nhanh là chuyện của anh. Nhưng anh phải biết nhìn xuống mấy trăm người đang ngồi ở dưới kìa. Anh tụng cái gì mà người ta lăn nghiêng lăn ngửa, người ta không biết anh tụng tới đâu. Phát kinh chi cho ta cầm nặng tay mà ta hỏi trang mấy rồi anh. Đó, tôi biết tôi chết liền đó. Tụng vậy tụng với ai? Mình thuộc kinh là một chuyện, nhưng mình nếu tụng mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mình là người tụng dẫn chúng mà, mình phải nhìn xuống đại chúng chứ. Cứ vô chuông vô mỏ rồi là nhắm mắt tụng thôi, rốt cuộc trên này đầu trọc tụng không, dưới này không ai biết gì hết. Đâu có phải vậy. Một cái chuyện nhỏ đó thôi mà mình không nắm được cái đó thì làm sao trong cuộc sống hành đạo của mình làm chuyện gì xa hơn được nữa.
chỉ một dẫn một thời kinh thôi mà mình thiếu cái nhìn cơ, quán cơ để mình dung hòa. Mà nhớ là mình phát cái kinh gì trung thành với cái bản kinh đó mình tụng, để người ta tụng theo. Người ta một tiếng đồng hồ người ta bỏ ra tổ tụng kinh với mình, rốt cuộc cầm cuốn kinh Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con vậy, ai làm bậy con làm theo sao. Tụng mà mình người ta dò theo được chứ kinh của mình. Tụng xong, trời ơi thầy ơi bữa nay kinh hay quá à, con đọc kinh này con thích ghê á. Tụng sao mà người ta chạy tới ta nói thầy, thầy cho con xin quyển kinh này, con mượn quyển kinh này á, là mình thành công đó. Còn tụng xong nó là người cất cất trả trả lẹ lẹ. Người ta có hiểu được cái gì đâu, ta đâu có tụng kịp với mình đâu. Cho nên kinh hay, in rất hay, mà chúng ta thiếu cái đó. Thiếu cái đó thì chúng ta thiếu đi cái tinh thần dung nhiếp, thiếu đi cái tinh thần hóa độ. Vậy thì chúng ta phát nguyện trên đền bốn ân đơn nặng, dưới cứu độ muôn loài. Mà cái chuyện nhỏ nhất, đơn giản nhất và dễ nhất là chúng ta làm sao đưa hành giả tụng kinh. Đó, một chuyện đó thôi nha, chưa nói những chuyện khác. Còn cái chuyện mà mình học Phật, mình biết rất là nhiều thứ, người ta tới chùa người ta chưa biết, mình làm sao mình ôm ấp hướng dẫn người ta, để người ta cảm nhận rằng người ta đến đây người ta được sự hướng dẫn. Đại chúng nhớ hai chữ hướng dẫn và chỉ đạo nó khác lắm. Tại vì người ta cảm nhận sự hướng dẫn hơn là người ta tới đây như mình là trên trời rớt xuống, người ta chỉ, người ta kiểu mà ra oai, người ta chỉ, nó không có được cái tình cảm. Cho nên mình làm chủ nhà, khách tới nhà mình ân cần như thế nào để khách còn muốn trở lại chơi với mình. Mình làm chủ một cái quán ăn, mình tiếp đãi như thế nào để thực khách còn muốn quay lại cái quán của mình. Trong cuộc sống này, tại sao tăng được gọi là chúng trung tôn? Quý vị đọc ha, quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y tăng chúng trung tôn. Quy y Phật lưỡng túc tôn là con xin trở về nương tựa Phật, vì Phật là bậc có đầy đủ cả hai phương diện phước đức và trí tuệ, gọi là lưỡng túc. Hai cái đầy đủ hết, đó là phước đức trí tuệ. Cho nên con về nương Phật là bậc thầy có đầy đủ cả hai phương diện, đó là phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc tôn. Con xin trở về nương tựa Pháp ly dục tôn, cái chỗ tối thắng tột cùng của Pháp, nghĩa là đưa con người đến chỗ ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp. Còn quy y tăng là chúng trung tôn, cái chúng này á, ở giữa kết nối, đem chúng sanh gần tới Phật, đem Phật gần về với chúng sanh. Cho nên gọi là chúng trung, chúng trung tôn. Cái chúng này ở khoảng giữa mà, cái người ta là phàm, ta phàm, mình đưa cái người phàm đi dần tới cái chỗ hiền. Hiền thế chứ chưa thánh. Hiền là người đang trên đường làm thánh. Cho nên hôm nay mình ngồi đây là bậc hiền, còn như Phật các vị Bồ Tát là bậc thánh. Bậc hiền là những người đang tu tập, đang chuyển hóa để trở thành thánh. Mình chưa, mình mới bậc hiền thôi. Vậy thì cái người, cái vị tăng này ở cái chỗ đưa cái người phàm đi trên con đường hiền, và để cho họ gặp được bậc thánh, và đưa thánh gần với hiền, giáo hóa cho người phàm. Cho nên mình, cái bổn phận của tăng rất lớn. Tại vì Phật thì cách chúng sanh xa, Pháp thì cao siêu, cho nên tăng có nhiệm vụ phải làm sao khai mở, nhắc nhở để cho những người hành giả, đạo hữu, đồng tu với mình thấy được con đường đó, để cùng đi trên con đường vui với mình. Đường vui là phải đi chung, phải không? Tăng là đoàn thể đẹp,
cùng đi trên đường vui. Mà đường vui này mình đi không ai vui hết. Tu tập giải thoát để làm gì? Làm an lạc cuộc đời. Vậy thì mình sống là mình an lạc cho cuộc đời. Cho nên mình không phải ăn để sống. Không, ăn để sống mà sống để làm gì? Không để sống để ăn. Vậy thì mình lẫn quẩn. Phải không? Cái lẫn quẩn của mình là lúa ngô là cô đậu nành. Đậu nành là anh dưa chuột. Dưa chuột là ruột dưa gan. Dưa gan là nàng dưa hấu. Dưa hấu là cậu lúa ngô. Lúa ngô là cô đậu nành. Đậu nành là anh dưa chuột. À, cứ vậy. Cho A Di Rị Đô Bà Tì. Già Di Nị và Già Na. Quý vị hiểu tôi nói không? Cho nên tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Và đời sống con người chúng ta không phải chỉ ăn để sống. Rồi hỏi làm gì nữa? Sống để ăn. Ăn để sống, sống để làm lợi đời. Cho nên chúng ta hay nói thói quen, Phật của mình là người xả phú cầu bần. Không đúng. Không đúng. Tự nhiên một ông vua, một ông hoàng tử vậy bỏ cái giàu cái đi kiếm cái nghèo. Làm gì? Đâu phải. Xả phú cầu đạo. Xả cái giàu đi đi cầu cái con chân đường chân lý, tự nhiên xả phú cầu bần. Vậy mà đi mua cái quần jean về nó xé rách hết trơn, nó mặc đồ nó thiếu vải tùm lum đó, chắc là xả phú cầu bần. Xả phú cầu đạo. Còn không thì xả thân cầu đạo. Còn nếu nói nữa là xả phú cầu đạo, xả thân để mình cầu được cái chỗ giải thoát. Cũng giống như mình đi làm. Hỏi đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền chi? Mua thuốc bổ uống. Uống để làm gì? Uống để khỏe. Khỏe để làm gì? Khỏe để đi làm. Vậy là uống thuốc bổ khỏe đi đi làm. Kiếm tiền chi vậy? Kiếm tiền mua thuốc bổ. Mua thuốc bổ đi đi làm. Đấy, bây giờ hiểu chữ chữ luân hồi chưa? Đâu cần chết mới luân hồi. Không cần chết mới luân hồi. Tâm tư chưa giải thoát cũng luân hồi rầm rầm vậy đó. Cũng luân hồi rầm rầm vậy đó. Cho nên mình sống với nhau mà rồi mình cứ làm khổ với nhau cũng nhiêu chuyện à. Để ý có phải không? Anh xin lỗi em, anh lỡ lời. Rồi xong cái em cũng xin lỗi anh, em lỡ dạy. Rồi cái ngày mai người kia lỡ dạy, mình lỡ lời tiếp. Thành thứ ra mình cũng vòng luân hồi. Vậy thì cái chữ mà nhảy thoát khỏi cái luân hồi là gì? Nghĩa là mình vượt cái bình thường đó, để không còn để cái bình thường đó nó lẫn quẩn mình nữa. Cái đó gọi là vượt thoát luân hồi. Chứ không phải nó thoát luân hồi nằm đâu? Chỗ nào? Các vị Phật, các vị Bồ Tát vẫn sanh tử, nhưng các ngài không có bì lao. Các ngài vẫn sanh, vẫn sống và vẫn chết. Nhưng mà các ngài không có khổ là tại vì các ngài biết bản chất của nó. Cũng giống như mình đổ xăng để mình lái xe. Bây giờ xăng nó hết thì lại đổ xăng. Có ai mà ngồi khóc ròng không? Trời ơi, phải đổ xăng nữa không? Đâu có ai mà đói bụng vừa ăn vừa khóc đâu. Hỏi sao vậy? Tại nó đói bụng phải ăn. Đói, ăn, no, ra. Nó ra rồi nhờ ra ăn tiếp. Đó là luân hồi. Nhưng mà không có khổ, bình thường. Rất là bình thường. Nhưng bây giờ trong cái sống này có chánh niệm. Tuy nó vẫn ăn, vẫn lu lu, nhưng không ăn cái gì để tác hại, để cái cuộc sống, cái thân thể mình nó bệnh hoạn và mình không làm được thiện sự. Cái chỗ khác biệt là chỗ đó. Cho nên có nhiều vị nói, ô Phật dạy chánh niệm, ăn cơm biết ăn cơm, uống nước biết uống nước. Vậy nè, đây nè, tôi uống rượu nè, đây rượu tôi đây, rượu chánh niệm biết rượu. Rượu uống rượu biết uống rượu là chánh niệm hay gì? À không, anh phải thổi chánh niệm xa nữa. Uống rượu, biết uống rượu, nhưng mà rượu này sẽ làm cho tôi bệnh hay tôi khỏe? Cũng giống như mình ăn, biết mình ăn,
Nhưng mà món ăn này sẽ đưa tôi tới bệnh hoạn hay đưa tôi tới khỏe mạnh? Đó là tùy vào cái chánh niệm mình, nó phải hay sao? Phải tăng, gia tăng lên. Cũng giống như là mình lấy hai cái khúc gỗ mình cà nó lên vậy đó. Cà đến khi nào nó sẹt lửa. Chứ còn mình dừng là lửa nó sẽ không cơ hội đâu. Thì các ngài lấy cái chữ tinh tấn cũng vậy đó. Trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói, mình mà tu gấp giống như là chèo thuyền đất đi qua sông. Thường thường thuyền là phải bằng gỗ rồi mới qua sông được, phải không? Vậy mà Đức Phật dùng cái từ là thuyền đất. Đất mà xuống nước thì nó làm sao? Nó chìm, nó rã. Mà Đức Phật nói là mình tu mà phải nhanh đến mức độ là mình chèo chiếc thuyền đất qua sông vậy đó. Không có thời giờ. Cho nên thưa đại chúng, lay quay cũng hết một ngày. Một ngày đã hết vẫn còn lay hoay. Cho nên thỉnh thoảng á, mình không có nước nóng mình rửa chén cũng tạm được, nhưng trong bụng mình không có thoải mái bằng khi mình có được thêm một dòng nước nóng. Mình đi tắm mà không có nước nóng thì chắc không dám vô rồi, vì nó quá lạnh. Thế thì chúng ta biết rằng á, hôm nào mình mở ra cái vòi nước mà có được phần nước nóng, một phần nước lạnh thì đó là hạnh phúc. Và từ đó mình lưu xuất một cái bài kệ biết ơn nước. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Mà khi nào mình có được một cái dòng nước mình sử dụng thì mình biết ơn nước. Tại vì nhờ nước nóng, nước lạnh mà chúng ta có một chất nước, chúng ta gọi là nước ấm. Nước ấm, mà ấm thì dễ xài hơn. Thì trong cuộc đời này cũng vậy. Nếu mọi việc nó chỉ là một thứ thì có lẽ chúng ta vô vị. Ví dụ như mình lên ăn cơm mà chỉ có một vị thôi, vị lạc. Cho nên hồi nhỏ và nhớ, mình ăn chay mình hay kêu ăn lạc. Hôm nay tôi ăn lạc. Thì Pháp Hòa đi học á, lâu lâu thường ngày Chủ nhật á, là chùa có thể dư nghít thức ăn từ mình nấu cúng ngày Chủ nhật còn lại. Thì sáng thứ hai là đem theo đi học. Thì cái tủ của Pháp Hòa, cái tủ khóa học sinh thường có một cái locker. Thì các bạn của Pháp Hòa trong trường á, ai cũng biết cái số đó hết trơn á. Thì thành thử là ai mà đi ngang cái tủ của chú Tiểu á, ở trong trường hồi đó kêu chú Tiểu mà, đi ngang cái tủ của chú Tiểu là biết cái số, là mở ra. Mở ra mà lục vỏ chú Tiểu mà thấy có bánh mì, chả lụa rồi đó là xé ra nhau ăn. Ăn xong rồi viết tờ giấy dán lên cảm ơn chú Tiểu. Và mỗi lần gặp Pháp Hòa nói, ủa tôi thấy ăn bánh mì chay ngon mà sao Tiểu ăn lạc, thấy gia vị cũng ngon lắm chứ đâu có lạc lẽo gì đâu. Tại vì người ta nghĩ là người ta hay kêu ăn lạc. Rồi có người kêu là ăn tương. Bữa nay tôi ăn tương, bữa nay tôi ăn lạc. Thành nữ ra người ta nghĩ sao, trời ơi có vị à, ăn mặn chát ăn gì. Còn người kia thì nghe chữ lạc thì thấy sao, lạc nhách không ngon. Nhưng mà thật sự ra chả lụa và thức ăn chay đâu có lạc và cũng đâu có mặn như kiểu đó, phải không? Chúng ta vẫn gia vị rất là ngon. Thì quý vị thấy trong chùa mình chưng chuông mõ như hồi sáng và nói vậy đó. Và thậm chí khi chúng ta lạy cúng nước cúng trà trong cái khóa lễ, chúng ta lại hai lạy. Và cái ý nghĩa của nó là chúng ta luôn luôn dung thông cả thuận và nghịch, cả vui và khổ, cả được và mất. Tại vì có nhiều khi mình mất nhưng mà đâu có mất hẳn đâu, người khác được. Có một vị giáo sư đến chùa khi mà ông bị mất hai người con, hai người cháu vậy đó. Thì hồi nào giờ thì ông cũng chưa khẳng định được cái đức tin của ông. Nhưng mà một ngày khi mà ông mất hết hai người thân, hai người cháu, thì ông đi đến chùa. Ông đi đến chùa, ông mới hỏi một vị thầy, Phật giáo có cái gì dạy cho tôi để cho tôi khai mở cái lòng đau khổ của tôi trong lúc này không? Thì vị thầy chia buồn xong thì mới kể cho ông nghe một câu chuyện xảy ra từ thời của Đức Phật. Thưa giáo sư, tôi nhớ trong kinh có kể một câu chuyện. Có một người đó, họ mất một người con và họ đến họ khóc với Đức Thế Tôn. Hỏi tại sao mà cô khóc? Nói tại con mất con của con. Tôi giả sử như
trong cái thành phố này mà rất nhiều người trong, nếu tất cả người trong thành phố này đều là con của bà chịu không? Nói dạ thôi chắc con không dám đâu, cái kiểu này chắc ngày nào con cũng khóc, tại vì lúc nào cũng sẽ có người mất. Thì Đức Phật cũng nói một cái ví dụ khác, nếu trong cái nghĩa trang này đâu phải chỉ có một mộ của con bà, mà có tám, có rất nhiều những mộ khác, và cũng không phải tuổi nhỏ không, ở tuổi trẻ, tuổi già không, mà cũng có rất nhiều tuổi trẻ. Bây giờ tôi bày cho bà, trong một giây phút này mình mất người con, cũng cùng một lúc cũng rất nhiều người khác mất con, nhưng bù lại cũng có rất nhiều người khác được sanh ra đời. Bây giờ nếu bà biết nhìn thấu đáo hơn, những đứa trẻ hiện nay đang sinh sống còn lại đó, tuổi tác của các cháu nó cũng bằng với lại tuổi tác con của bà, con của giáo sư. Bây giờ hai vị có thể nào dùng tất cả những tài năng của mình truyền đạt cho những em trẻ. Mình mất hai đứa con, hai đứa trẻ của nhà mình, nhưng còn lại rất nhiều những người trẻ khác. Chúng ta có thể truyền đạt, và chúng ta thấy rằng bây giờ các người nhỏ này cũng giống như con mình, và mình đem mình truyền đạt. Thì thay vì hồi xưa mình hạn chế có hai, bây giờ cái tầm nhìn của mình nó rộng ra, để mình thấy tất cả mọi người xung quanh là con mình, để mình truyền đạt. Thì ông nghe, nhưng mà ông chỉ nhận đó, đem về tư duy. Thì ông này thực hiện đúng nguyên tắc học Phật. Cái gì mình nghe, khoan tin, đừng vội tin. Và chúng ta lấy đó đem về, chúng ta tư duy. Thì khi mà nghe như vậy, mà nghe bằng tất cả trí tuệ, thì gọi là văn tuệ. Nhưng mà đem về mình tư duy để thấu đáo, cái gọi là tư tuệ. Và sau đó mình đem ra mình ứng dụng, mình thực hành, cái này gọi là tu tuệ. Chúng ta gọi là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nói gọn là tam pháp học. Tam học nghĩa là, hay là tam huệ. Thay vì mình nói tam huệ là văn tư tu, mà nói cho đủ cách diễn đạt của nó là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Tại sao? Tại vì trong khi nghe cũng phải có trí tuệ. Nghe không có trí tuệ dễ nổi nóng lắm. Ví dụ như ai nói cái gì mình nghe mà không đủ cái tư tuệ giác là ngồi là mình phát bực lên thì nửa chừng thôi. Tại vì có thể mình hiểu câu chuyện tới đó, và cái bực của mình nó tới đó rồi đó. Nhưng mà khoan, để cho người ta nói khúc sau. Có thể khúc sau là cái khúc mình cần biết và được giải tỏa. Và sau khi nghe rồi thì cái khúc sau này nó chan hòa cho khúc trước, và làm cho khúc trước này nó lắng xuống. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta, sở dĩ chúng ta khổ đau là vì chúng ta chưa thấu đáo. Còn nếu chúng ta thấu đáo thì đâu có việc gì để nói đâu. Mà chưa thấu đáo thì Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi là vô minh. Vậy thì vô minh không có nghĩa là mắng chửi ai ngu đần gì hết. Nghĩa là không thấy lẽ thật. Chữ vô minh có nghĩa là không thấy lẽ thật, không thấy chân lý. Mà hễ mình không thấy lẽ thật thì mình còn tranh cãi, mình chấp trước thế này thế kia. Cho nên người học Phật, nếu chúng ta chỉ là một Phật tử, tại sao chúng ta không gọi là tín đồ? Mặc dù trên nguyên tắc chữ nghĩa mình là tín đồ, nhưng trong Phật Pháp chữ tín đồ chỉ gọi trên văn tự. Nhưng mà nội tự Phật giáo không gọi đệ tử là tín đồ, mà gọi các vị là Phật tử. Tăng ni cũng là Phật tử, mình cũng là Phật tử. Cái chữ chung không gọi là tín đồ, mà chúng ta gọi nhau là Phật tử. Vì tại sao? Tại vì Phật tử nghĩa là người đó kể từ khi bước chân vào chùa, và kể từ khi họ phát tâm quy y, thì họ đem vào trong tâm thức họ một cái chất của tỉnh thức giác ngộ. Cái chất tỉnh thức giác ngộ để làm gì? Để bắt đầu mình soi sáng cho từng hành vi cuộc sống của mình. Cho nên nhà Phật không chỉ trở thành một tín đồ chấm hết, mà xa hơn nữa, từ tín đồ chúng ta phải đi đến để làm một hành giả. Tại vì chỉ khi nào chúng ta là một người hành, tức là thực hành, thì chúng ta mới nhận ra được cái chỗ
tuyệt vời, cái chỗ an toàn, cái chỗ cứu cánh rốt ráo của nó. Còn không thì mình mãi mãi chỉ là một người tin Phật, chấm hết. Believer, a faithful. Nhưng mà nếu mình trở thành một tín đồ như vậy, một người biết, một người tín ngưỡng như vậy, thì nếu không có học thì càng ngày cái mình sẽ trở thành một người mê tín chứ không phải là chánh tín. Thấy không? Mà nếu mà lâu hơn nữa, mà khó khăn hơn nữa, sẽ trở thành người cuồng tín. Phật giáo không biến đệ tử mình trở thành một tín đồ, trở thành một mê tín hay là cuồng tín, mà chúng ta có chánh tín. Vì chúng ta có chánh tín cho nên chúng ta không bài xích ai. Chúng ta biết rõ cái nào là chân đế, cái nào là tục đế. Trong kinh sách đó, định nghĩa chữ tục có ba. Một, vì nó hư giả. Hư giả là gì? Nó rỗng. Nó rỗng, nó không thật. Thí dụ như ta kêu hư danh. Anh đó có cái danh đó, nhưng mà cái danh rỗng lắm. Nhất là chữ trụ trì nghe. Đừng nghe chữ trụ trì mà ham. Hư danh đó. Tại sao biết không? Đây, tất cả đại chúng ngồi đây, hết giờ đi về, nhưng mà chủ chùa phải đi khóa cửa. Ăn trộm mà nó vô, nó gom lại gom mình trước. Thật ra thì bếp nút chưa lao, trụ trì phải làm. Coi như cái gì mà còn lại, vị trụ trì phải bao sái hết. Cho nên nếu mình dính vào cái chữ trụ trì, trụ là ở, trì là giữ, ở để giữ là ô xin. Nghe cho sang trọng trụ trì với lại gì. Nhưng mà nếu mình dính vào cái chữ trụ trì đó thì mình không hiểu được chữ trụ trì. Mình không hiểu được trách nhiệm của trụ trì. Mà bắt đầu mình dính vào hai chữ trụ trì để mình ra oai, thì mình sống bằng cái hư danh của trụ trì chứ không phải thực chất của trụ trì. Cái thực chất của người trụ trì là ở giữ, giữ từ vật chất, ở giữ tâm của người tín đồ. Phật tử đó người ta lung lay đạo tâm, mình phải thuyết như thế nào để giữ tâm họ lại. Không phải chỉ giữ chùa. Giữ chùa chứ là giữ cái gì? Giữ hình thức, giữ cái building, giữ tòa nhà. Nhưng mà cái quan trọng là giữ gìn đạo pháp ở nơi chốn đó. Giữ đạo tâm. Phật tử tới chùa xin cầu an, thầy phải giữ đạo tâm. Thầy biết rất rõ phương tiện là cầu an. Nhưng mà nhờ cái lễ cầu an này mà mình thuyết cho người ta nghe, để tâm người ta an. Tụng ít mà người ta vẫn an, tại vì mình có nói chuyện với người ta. Còn mình tụng nhiều, họ ngồi họ bất an. Sao vậy? Tại đau lưng. Đã bệnh rồi mà vô tụng còn lâu hơn nữa. Tụng xong bất an thêm. Cho nên họ không an ở chỗ nào? Họ không an cái phần thân 50%. Họ không an ở phần tâm 50%. Cho nên chúng ta phải nói như thế nào để giữ tâm người Phật tử. Trụ trì không phải chỉ giữ cái này, mà phải giữ gìn cái đạo, cái đạo đức, đạo tâm, đạo tình. Cho nên nghe người Phật tử này nói về người kia, thầy trụ trì phải có trách nhiệm khuyên lên, an ủi, chứ không có thêm vô để rồi hai bên xích mích. Cái này mình không hiểu được cái vai trò, cái ý nghĩa thâm sâu của nó. Mà chúng ta chỉ hiểu cái gì? Cái phần chữ nghĩa, tên tuổi thôi. Cho nên định nghĩa chữ tục là gì? Hư giả gọi là tục. Ví dụ như cái hoa này nè. Cái hoa này nó giả, nó tạm thôi. Vì nó tạm cho nên nếu mình dính nó thì mình khổ đau, mình giành giật. Còn gì nữa? Vì vô minh mình chấp vào nó cho nên gọi là tục. Con người chấp vào lời ăn tiếng nói cho nên rồi gây gỗ phiền muộn với nhau. Chấp vào những cái danh vị cho nên rồi buồn phiền với nhau. Đó. Cho nên rồi có một cái là vì nó là hư giả. Vì nó chỉ là do cái gì? Nó là hư giả. Nó là mình không hiểu và chấp. Và cái tật cùng của nó là gì?
duyên sinh tạm có. Này, hoa này nó còn được cắm ở trong một cái mút xanh và còn đủ nước nó tươi. Quên tưới nó sẽ héo liền, còn vẫn tưới nó vẫn héo, nhưng mà héo lâu một chút thôi. Vì bản chất nó là tươi và phải héo. Mình giữ thì nó vẫn được, nhưng mà lâu hơn cái mình quên nó thôi. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên mình hiểu cái nào là tục đế, nghĩa là cái gì là phương tiện, cái gì là cứu cánh. Cho nên từ đó người chánh tính không bài xích. Ví dụ người ta đốt giấy tiền vàng bạc, mình cũng không cần bài xích chi, nhưng mà mình hiểu đó là văn hóa tín ngưỡng nhân gian. Bỏ thì giống như nó mình thiếu, giữ nhưng mà biết cách làm. Thay vì người ta mua xe, mua nhà lầu, nhà kho, vân vân người ta đốt, mình nói thôi, đưa đồ nặng nề sách lâu, đưa đô cho nó gọn, mua vài sắp đốt được rồi, mua vài sắp giấy tiền đốt được rồi, để dành cái tiền đó mình làm việc bố thí. Tức là mình làm sao? Mình hướng người ta. Người ta vẫn đốt giấy tiền vàng bạc để người ta yên tâm là người ta có gửi giấy tiền đó cho người thân người ta. Mình không bác được. Đó là phương tiện mà. Và đó là một phần văn hóa sống xưa nay của người ta mà. Nhưng mà hồi nào giờ ta cúng ta đốt dữ lắm. Mình biết tạm nó. Quý vị biết hồi xưa nhà giàu á, người ta mà đem giấy tiền, người ta mà nhà giàu mà ta chết á, là người ta chôn sống người làm. Những cái người nhà giàu á, có hai người làm ta chôn sống theo, với ý nghĩa là đi theo hầu cái người chủ mình. Cho nên ngày xưa là vua mà chết á, thường là chôn quốc phi tần theo, để cái ý là hầu hạ cho vua. Thì các tổ của mình á, thấy như vậy nó không nên, các tổ mới bày ra, đi ra dạy cho mấy người nhà nghèo á, dán mấy cái hình nộm, in mấy giấy cũ á, lấy ra in số tiền lên đó, bày cho người nghèo có việc làm, rồi đem cái giấy đó bán cho nhà giàu. Rồi các tổ khuyên, các tổ nói mấy ông đừng có chôn sống chi, đây mấy ông mua mấy cái hình nộm này nè, đốt cho người thân của mình. Như vậy một việc làm của một vị tổ mà lưỡng cả lợi cả hai bên, giúp cho người nghèo có công ăn việc làm, giúp cho người giàu giảm đi cái lỗi là chôn sống người khác. Như vậy thì dây cái thời điểm đó, cái hoàn cảnh đó, chúng ta làm như vậy, vậy thì cái hình nộm đã chết có giá trị không? Có giá trị không? Có giá trị. Có người thắc mắc, ăn chay thì ăn chay đi, còn tôm, còn cá, còn gà, còn chả. Ta nói đúng mà, phải không? Bây giờ tôi lấy tàu hũ, tôi quấn con tôm, tôi giả, rồi tôi nhúng màu, rồi tôi chiên, tôi kho, tôi làm giống như con tôm vậy đó. Rồi cái anh kia anh ăn chay, anh mua con tôm chay anh ăn. Nhưng mà anh ăn con tôm chay này anh thấy ngon, từ cái hình thức cho tới cái gia vị tôi làm ngon. Nó thôi ăn tàu hũ của bộ dễ ăn hơn hơn. Vậy có cái con tôm tàu hũ này có giá trị thế cho con tôm thiệt không? Vậy sao mình không làm được? Cái con tôm giả là tục đế, cứu con tôm thật là chân đế. Cái người có chánh tính không bác ai, nhưng mình biết cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Cư sĩ tại gia chưa thể xuất gia được, mở một khóa tu xuất gia gieo duyên. Đúng ra là các vị phủi tóc, nhưng mà phủi rồi có 10 ngày sau đi về làm sao con đi làm. Thôi quý thầy phương tiện nhá keo, vì quý vị chỉ là xuất gia gieo duyên, nhá keo thôi. Ai muốn phủi luôn thì phủi, nhưng không ép. Quý vị không thể đắp cái y vàng như các vị xuất gia hẳn hòi được, thì phương tiện cho các vị đắp cái màu y bằng nâu mà màu đất. Y nâu cũng là màu của đất, y vàng cũng là màu của đất. Nhưng mà màu vàng này, màu đất của màu đất vàng này dành riêng cho các vị xuất gia hẳn hòi. Còn mình là người tại gia
Mình xuất gia gieo duyên thôi, thì mình đắp cái y nâu cũng là một phương tiện. Như vậy chúng ta có đặt những món tên, nhưng mà mục đích của chúng ta là để hướng dẫn người mới bắt đầu ăn chay, để người ta dễ ăn, không có khó khăn. Chứ khi mà họ thuần rồi đó, khỏi cần, họ tự động họ cũng ăn theo cái bình thường, trở lại là ăn những cái món rất bình thường. Nhưng người ta mới, người ta đâu có làm được. Quý vị biết ngày xưa mấy chú tiểu vô chùa, có nhiều vị hòa thượng cũng vẫn còn phương tiện. Nhỏ quá, nó chưa quen, thôi kệ cho nó ăn chay 5 ngày tuần, còn 2 ngày cuối tuần cho nó xả một chút. Nhưng mà đỡ hơn nó không ăn. Rồi khi mà nó ăn quen, nó thuần rồi, nó khỏi ăn. Quý vị hiểu là nói không? Thành thử ra trong nhà Phật có hai từ: tục đế và chân đế. Chữ đế là chân thật, chân thật là lẽ thật, và lẽ thật để chúng ta dung được cái tục, cái tạm. Đó. Tục là của thế gian, mà trong thế gian đó họ làm, nó vẫn có những ý nghĩa. Có thể nó là phương tiện, hoặc là cái ý nghĩa đó 50%. Nếu chúng ta là người có chánh niệm, chúng ta thổi vào đó 50% nữa, thì cái này là cái chỗ mà người hành đạo phải biết làm. Mình là người hành đạo, nghĩa là mình đem, mình thực hành cái đạo lý, chứ không phải đạo Phật, chứ không phải cái tôn chứ đạo đây không phải là mình đi tuyên truyền cái tôn giáo của mình, mà chúng ta thực hành cái đạo lý, cái đạo đức mà nhà Phật muốn nói. Cho nên gọi là hành đạo, nghĩa là anh thực hành cái chân lý đó trong đời sống của chúng ta. Đâu phải quy y rồi không cho mình nói chuyện, đâu phải quy y rồi là mình phải làm gì mà gọi là bất thường đâu. Tất cả mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta thổi vào cái đời sống bình thường của chúng ta thêm một chất liệu chánh niệm. Hồi đó mình nói ưng chi nói nấy, nói không cần suy nghĩ. Bây giờ quy y rồi, nói có suy nghĩ trước khi nói. Nói với ai, nói việc gì, nói lúc nào, tự nhiên mình nói cái mọi việc nó yên liền, tại mình có suy nghĩ rồi. Mục đích của mình nói để cho cái sự việc nó tốt, nhưng mình không có suy nghĩ kỹ thì sự việc nó hư. Thì bây giờ tại sao mình không suy nghĩ kỹ để nói một lần một cái là giải quyết xong hết? Vì cái cách nói của mình, cái ngôn từ mình sử dụng, cái cách mình nói, và lúc nào mình nói đúng lúc, khỏi mất công, phải không? Như vậy cái này là cái chỗ cứu cánh mà rốt ráo mà người học Phật cần có. Cho nên chữ tu đạo, hành đạo. Vậy thì tu là gì? Là tu cải hành vi thôi, cải ác tùng thiện thôi, sửa đổi cái xấu thành ra cái lành. Ác là tổn giảm, thiện là tăng ít. Cái gì mình nói mà người khác tăng ít gọi là thiện. Mình nói mà để tổn giảm cái hạnh phúc, cái đau thương cho mình, cho người, thì cái này là ác. Cho nên ác đâu nhất thiết phải làm gì ghê gớm. Không phải là mình giết người cúp của gì, nhưng mình nhiều khi chỉ một hành động, một lời nói. Cho nên nhị đế dung thông. Rót trà, đó là chuyện của thế gian. Hồi xưa người ta đâu có rót trà đâu, ta rót rượu, tửu châm. Cái nghi thức tửu châm này đi vô tới nhà Phật, cái nhà Phật đổi thành trà châm. Hồi xưa người ta cúng mặn, khi vô tới nhà Phật là đổi lại thành một bữa cơm chay. Như vậy thì cái văn hóa cúng kính không phải của Phật giáo. Cúng cơm, cúng nước, cúng trà, cúng thờ tổ tiên không phải của đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật biết tiếp nhận, tại vì Phật giáo có chân lý, Phật giáo có chân đế. Còn cái nhân gian tín ngưỡng là tục đế. Mình lấy cái tục đế, mình thổi cái chân đế vào, dung thông. Bát là mình mất. Tại sao mình không biết dung? Phải không? Mình dung để làm gì? Dung để dưỡng. Mình dung cái đó, nạp cái đó, để mình dưỡng cái đó. Cho nên con mình cũng vậy. Con mình cũng vậy. Ví dụ nó về nó nói một điều gì về nó, chúng ta nổi giận lên liền. Thí dụ nó nói mẹ ơi,
bây giờ con quyết định là con không đi học nữa. Mình la làng lên mà mình không ngồi lại với con. Sao vậy con? Mình phải nghe nó lý do nào nó không đi học. Có thể nó đang buồn phiền trong trường, hoặc là những môn học nó yếu kém, hay bất kỳ lý do nào. Nếu ở trường này không được, mẹ dời con qua trường khác. Cái quan trọng là mình đủ cái khả năng mình dung nhiếp nó, mình dung cái câu chuyện nó nói, để chúng ta dưỡng lại cái tinh thần. Nó là bây giờ nó đang lười học, nó đang chán học, mình dưỡng nó lại. Mình dưỡng nó lại. Thỉnh thoảng Pháp Hòa được gặp quý thầy trẻ hơn, giống như sư em, sư đệ của mình vậy. Các thầy hay hỏi Pháp Hòa những cái góp ý để cho các anh em phấn chấn làm đạo. Thì Pháp Hòa luôn luôn khuyến khích. Ngày nay các thầy có khó khăn, nhưng thật sự cái khó khăn của các thầy mà so ra với khó khăn của các bậc thầy mình 40 mấy năm trước, mình không có đến nổi. Bây giờ các thầy chỉ khó khăn trong công việc, chứ chùa chiền của thầy có sẵn rồi nè. Mọi việc nó đã ngăn nắp rồi, các thầy chỉ tiếp tục mồi đèn tiếp lửa. Chứ ngày xưa là các thầy phải là khai lửa, khai hoang. Ngày nay không cần phải khai hoang gì nữa hết, mà chúng ta tiếp nối thôi. Nội nhiều đó mình thấy mình đỡ hơn rồi. Như vậy thì khi chúng ta tiếp nhận một câu chuyện của ai, để làm gì? Để chúng ta hiểu, mà chúng ta cho vào đó một cái chất dinh dưỡng đúng mức. Còn nếu như mà theo mình nói theo ngoài đời là dung dưỡng là gì? Mình dung cái dở của nó, rồi mình nói theo nó để mình dưỡng cái dở nó. Nhưng mà ở đây chúng ta là người có tuệ giác mà, chúng ta đâu có để nó vậy. Chúng ta biết nó eo uột chở đâu, chúng ta chữa nó chỗ đó. Cũng giống như mình mới trồng cái cây, trồng xuống thì gió nó thổi, cây nó nghiêng. Ngày hôm sau biết liền, kiếm cây, cái dây rì nó lại, cột nó hướng này để giữ cái cây. Mà tốt nhất là giữ 3 cái dây để giữ cái cây đó đến khi nó cứng cáp, rễ nó bám vào đất. Đó là một hình thức chúng ta biết cách làm. Cho nên á, chúng ta có một cái điều chúng ta cần nương tựa, đó là quy y Pháp. Quy y Pháp là chúng ta trở về tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì? Cái nguồn sống. Mình đang bị eo uột, khô cằn. Chúng ta tiếp nhận cái nguồn sống trở lại. Hồi nãy Pháp Hòa được tiếp xúc một vị. Đây, mẹ con chia sẻ với con lúc mẹ con bị trầm cảm. Mà tụi con về, tụi con đưa ra những cái phương cách khác mẹ làm không được. Và lúc đó mẹ chỉ làm một việc thôi, là tối nào mẹ cũng mở băng giảng của thầy mẹ nghe. Mẹ nghe bây giờ mẹ đỡ rất là nhiều, mẹ khỏe trở lại và mẹ nói con lên cảm ơn thầy. Pháp Hòa nói nhiều khi á, cái người trầm cảm mà cũng chẳng nghe gì đâu, nhưng mà tại cái lời đó, có thể không nhớ gì, nhưng mà cái âm ba lúc đó, mà một hai câu nào lúc đó dưỡng được, họ nghe cái chỗ đó họ hiểu, họ không cần phải suy nghĩ, họ đang trầm cảm mà. Nhưng mà họ nghe những cái lời giảng cần phải động não suy tư gì hết. Nghe đâu hiểu đó, nghe tới đâu hiểu đó. Thành thử đó, nó giống như là người ta rửa nhà vậy đó. Nước rửa tới đâu sạch tới đó, nước rửa tới đâu sạch tới đó. Ăn tới đâu ngon khỏe tới đó, thì người ta giải thôi. Cho nên Pháp là gì? Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Như vậy không luận chúng ta có đức tin nào, cái gì mà dinh dưỡng chúng ta đều tiếp nhận để nuôi. Hôm qua giờ Pháp Hòa gặp nhiều vị bên nhà thờ. Nhưng mà các vị nghe cái gì? Các vị đâu phải nghe cái gì mà không hay ho, mà nghe cái gì mà đem về giúp đỡ cho mình được, nuôi dưỡng mình được. Ở bây giờ có thuốc bổ nào để thuốc bổ này để dành bán riêng cho đạo nào không? Ai bệnh là cần thuốc hết. Thì Pháp là thuốc. Cho nên Ngài Ấn Quang Ngài mới nói, Ngài Ấn Quang Ngài dạy, thuốc không phân hay dở, thuốc nào chữa lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, pháp nào trị được tâm bệnh chúng sanh là diệu pháp.
Pháp như thuốc vậy đó. Cho nên người bán thuốc giỏi, người bán thuốc, người biết thuốc là không bao giờ quảng cáo thuốc này hay nhất nha. Thuốc nào mà hợp với người nào bệnh mới hay. Cho nên không có được nói câu là pháp này hay nhất. Tại vì có thể hay nhất với mình, nhưng mà nó hay bét với người kia làm sao? Nó không hợp. Thì ở đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tại sao chúng ta gọi nhau là Phật tử? Vì trong chất cắt bắt đầu từ giây phút này, mình có chất Phật. Và từ cái chất này đưa mình đến thành một cái người hành giả tu tập. Một cái người chúng ta gọi nhau là đạo hữu, cùng một cái con đường với nhau. Cho nên mình không phải chỉ biến mình thành một tín đồ, mà trong cái tín đồ này phải thổi vào đó cái tuệ giác, để cái niềm tin của chúng ta trong sáng. Mà người nào tin trong sáng vậy, Phật giáo gọi là đại thừa. Bây giờ sẽ người ta thấy, ô, đại thừa đâu phải là cái từ để dành riêng để phân biệt hai tông phái. Không phải vậy. Nó có nhưng mà ở một cái trường hợp giải quyết khác. Nhưng mà cái nghĩa sâu màu của chữ đại thừa là khi tâm tư mình rộng mở, thấy được các pháp một cách linh động, tuyệt vời, rộng rãi là đại thừa. Pháp Hòa ví dụ như con mình bị gạn bạn chơi gác, mình đâu có thể về nói sao con ngu quá vậy, mai mốt con phải thế này thế kia. Đó là mình dạy con mình sống không tốt. Không sao con, kệ, bạn bè mà. Rồi từ từ mình hướng dẫn cho con, nhưng trước hết không dạy con mình một cái mưu mô. Và phải dạy con mình cái chuyện đầu tiên nên có tâm cảm con người, đó là cái tâm bao dung, cái lòng độ lượng. Mặc dù mình biết mình đang đầu tiên là phải hướng dẫn con mình, rồi từ từ mình chỉ cách khác, nhưng mà nhất định không chỉ con mình một phương pháp bất thiện. Tại vì sao? Tại vì con người muốn sống thiện thì rất khó, muốn sống bất thiện thì rất dễ. Quý vị để ý coi, xây một cái nhà lâu lắm á, nhưng muốn đập cái nhà đó mấy hồi. Mình bỏ ra một ngày trời nấu một nồi súp, ăn có 10 phút mà. 10 phút sau là nồi súp sạch tách. Nhưng mà phải nấu cả ngày, phải không? Vậy thì trong cuộc sống này, cái gì muốn xây dựng, muốn thành tựu là một quá trình. Còn muốn dẹp nó không đơn giản, nó đơn giản lắm. Cho nên hồi sáng Pháp Hòa có thưa đó ha, đại chúng phải nhớ là Phật giáo luôn luôn, Đức Phật luôn luôn chỉ cho mình đừng có lụy vào cái khổ, và thấy rằng những cái khổ và những cái khó khăn nó chỉ là một quá trình. Cái quan trọng là mình có phương pháp. Mình có phương pháp để chuyển khổ thành vui. Cho nên mà cái phương pháp này nó giúp cho mình trong sáng và nhận ra rằng không có cái này thì không có cái này. Cho nên bây giờ nếu trong cuộc đời mày này mà người nào khổ mà cũng đều tự vận hết thì thế gian này chắc không còn ai, tại ai không có ai không khổ. Không ai không khổ hết trơn. Mà nhất là sau cái dịch này là còn dữ dội nữa. Nhưng mà rồi quý vị thấy không, thoáng một cái 4 năm rồi đó. Thoáng cái dịch Covid đã 4 năm trôi qua. Rồi chúng ta lây lất, rồi chúng ta nhồi lên đấy xuống, chúng ta đóng cửa, đeo khẩu trang, đủ kiểu hết, rồi chúng ta cũng survive, phải không? Thành thử ra một khổ là một quá trình. Nhưng mà nhờ chúng ta có phương pháp, cho nên chúng ta đi với những quá trình đó để đưa tới cái chỗ hết khổ, giải khổ. Vậy thì mục đích của đạo Phật là gì? Là giải khổ an vui. Đức Phật nói khổ, nhưng Đức Phật đâu có muốn chúng ta lụy với cái khổ đó đâu. Thí dụ như ai mà trên đời này ai không biết, ai mà không biết hai chữ thất tình? Ai cũng biết hết á, dù người chưa có miếng tình nào vắt vai cũng biết hai chữ thất tình. Nhưng mà thôi kệ đi. Ít nhất lần thà được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta.
cũng coi như là hoa có nở một lần ra rồi, có héo cũng là hoa đã nở, thà chấp nhận. Cho nên người nào mà người ta viết nhạc tình mà càng lũy chừng nào biết nữa, nhạc sĩ đó cũng thấm thía lắm rồi đó. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày nay ai ngày xưa ai quyền quý cao sang, nhưng mà cuối cùng chân lý em, chính em. Chính em. Bây giờ khổ lụy cũng em, mà cành vàng lá ngọc cũng chính là em. Bây giờ mình nhìn coi, bữa nay mình cười hỉ hả vậy chứ cũng có những ngày khóc bù lu bù loa chứ bộ. Phải không? Mình hết à, ngay đâu. Đó. Cho nên tạc nhược dạ so tâm kim triêu bồ tát diện. Hôm qua tâm dạ so, sáng nay mặt bồ tát. Tạc nhược dạ so tâm, hôm qua chưa hiểu đạo, chưa thấu lý, thì tâm mình như dạ so, như la sát. Thấy không? Tạc nhược dạ so tâm, nhưng mà cũng cái tâm đó thấu đáo rồi thì kim triêu bồ tát diện, sáng nay là diện của bồ tát. Cho nên cái ông mà le lưỡi, thật ra ông không phải le lưỡi. Ông Tiêu không có le lưỡi nha. Ông Tiêu phun lửa, khẩu trung phóng hỏa mà. Khẩu trung phóng hỏa tức là cái miệng của ông phun lửa ra. Đầu đái tam sơn, trên đầu có ba cái núi. Trên đầu có ba ngọn núi, nhưng mà giờ họ họ tạc tượng nhìn như ba cái sừng vậy đó. Nhưng mà cái câu người ta tán thán ông Tiêu là đầu đái tam sơn, thiên địa động, trên đầu đội ba ngọn núi, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh, miệng phun lửa, nhưng mà giờ người ta tạc làm sao rồi ông lại ông lưỡi ra. Chỉ có treo cổ đó mới tự nó mới le lưỡi kiểu đó thôi. Nhưng mà giờ người ta làm cái lưỡi phúng hỏa, cái miệng phúng hỏa, cũng giống như ngài Địa Tạng vậy, cầm cái viên minh châu. Nhưng mà giờ minh châu là nó tỏa sáng, cho nên giờ không biết làm sao tỏa sáng, cái vẻ cái cục cái nhỏ 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 gì cái mà nó trời, Địa Tạng cầm cục lửa. Ta tưởng Địa Tạng cầm cục lửa mà thật sự cái đó không phải cục lửa, nó là viên minh châu. Viên minh châu ngài Địa Tạng ngài cầm trong tay trái của ngài vậy nè, rồi tay phải ngài cầm tích trượng nè, phải không? Tay trái là tượng trưng cho năng lực, mà người có năng lực cho nên mới tỏa sáng được từ tâm. Cho nên cầm viên minh châu đó là tâm mình luôn tỏa sáng. Tay này cầm cái gậy là vì tỏa sáng, cho nên tâm mình vẫn kiên trì dù sóng gió. Cho nên hình ảnh của ngài Địa Tạng là hình ảnh của người kiên trì tỏa sáng và giải thoát. Vì giải thoát cho nên tất cả các Bồ Tát, Bồ Tát nào cũng có tóc hết, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng không có tóc. Văn Thù có tóc, Phổ Hiền có tóc, Quan Âm có tóc, Thí Chí có tóc, Nhật Quang biến chiếu có tóc, Nguyệt Quang biến chiếu có tóc, chỉ có ngài Địa Tạng không tóc, mà lại đắp y của người xuất gia. Vậy hình ảnh đó là người giải thoát. Còn tay ngài cầm tích trượng là sự kiên trì của tâm, kiên trì mà không mê mờ, ở địa ngục mà lòng vẫn sáng. Cho nên ngài Địa Tạng ở đâu? Mình hay nói ngài Địa Tạng ở cõi u minh, chỗ tối tâm, nhưng mà tối cái cảnh thôi, chứ tâm đâu có tối. Có phải mình đang ở trong cõi mộng không? Rồi thiện rồi cũng có những người đang mê, phải không? Nhưng mà tại sao vẫn có người ngồi đây nghe pháp, đi tu? Vậy thì trong cõi tối mà mình vẫn tỏa sáng, dù chỉ là sáng như một viên quẹt. Như ta thà là chiếc que diêm, thà là chiếc que diêm, nhưng nó vẫn tỏa sáng của chiếc que diêm để người khác thấy cái công tắc đèn ở đâu mà bật lên. Bật lên rồi, ta bật lên đèn, diêm quẹt nó xong nhiệm vụ của nó. Vậy mình làm chiếc que diêm cũng được. Lỡ làm một chiếc que diêm, sáng đời một chút lửa tim mặn nồng. Mình làm một chiếc que diêm bật lên, mình xé lên cái lóe sáng của mình, nó không là gì hết, nhưng mà ít nhất nó cho người ta thấy được công tắc đèn nằm ở đâu, để người ta bật cái công tắc đó lên và người ta sáng cả một gian phòng.
Rồi cái diêm quẹt nó đi về cái chỗ của nó, nhưng nó vẫn hạnh phúc là vì nó làm xong cái bổn phận của một diêm quẹt. Trụ trì là vậy đó, người chánh tín là vậy đó. Mình đưa người ta về với cái chánh tín, nhưng mà rồi mình vẫn là mình, vẫn đi trên cái con đường nhẹ nhàng của mình. Quý vị hiểu ý và nói. Cho nên cái bình bát của nhà Phật, tại sao Đức Phật dùng cái bình bát đó? Vì nó chỉ là ứng lượng khí dụng đủ để nuôi thân. Chữ bát đó là mình gọi là chữ bát đó, không phải tiếng Việt. Không phải như là bát chén của tiếng Việt mình, người Bắc kêu là bát, người Nam kêu là cái chén. Cái chữ bát này là tiếng Phạn, bát đa la. Người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Cái vật dụng đựng thức ăn ứng hợp với cái khả năng ăn của mình thì gọi là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là cái dụng cụ. Dụng cụ nó ứng hợp với sức ăn của mình. Thì đời mình cũng như một cái bình bát, mỗi ngày mình dụng đủ để nuôi thân. Mình dụng đủ nuôi thân, và những gì chúng ta chia sẻ, có đôi khi người ta đâu cần gì hơn, cần một miếng cơm bình thường đã đủ. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng nhớ là tại sao thường chữ nghĩa là đây là những tín đồ của Phật giáo, nhưng trong chùa ít có khi nào quý vị nghe câu đó, phải không? Tại vì sao? Mình không phải là một đồ đệ chỉ biết tin, mà một người đồ đệ biết biến cái niềm tin mình thành ra cái sự tu tập. Và mình đưa cái tin của mình, chữ mới đầu là tin nha, mới đầu là tin, và phải hành để chữ tin này nó đi đến cái chữ tín. Hai chữ nó nghĩa nó khác nhau. Chữ tin là mình faith hay là mình believe thôi, nhưng mà chữ tín là faithful, nghĩa là cái tín này nó có trí tuệ, nó có tư duy, nó có hiểu biết, chứ không phải tin càng. Cho nên nha, chữ tin mới đầu là mình tin, nhưng phải tu tập làm sao để chuyển từ chữ tin lên thành chữ tín. Vì chữ tín nó có nghĩa là có tư duy, có sáng biết để đưa cái niềm tin của mình đi đến cái chỗ trọn vẹn rốt ráo. Cho nên Phật tử phải học Phật. Cho nên các chùa hay để cái chữ duy tuệ thụy nghiệp. Duy có trí, lấy cái trí tuệ làm cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà như vậy không lẽ mình build up, dồn nhét, mình xây dựng một mớ kiến thức của người đệ tử? Dạ không. Cho nên nó là cái là phải học, nhưng mà phải đưa cái học đó đi đến thêm một bước nữa là hành. Cho nên hỏi giáo lý nhà Phật có bốn cái đặc điểm, bắt đặc điểm sao? Bốn cái: giáo, lý, hạnh, quả. Nhớ bốn chữ đó không? Giáo, lý, hạnh, quả. Tại sao gọi là giáo? Giáo là dạy. Nhưng mà không phải dạy mà không có cái chân lý trong đó. Dạy phải có chân lý. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình thấy người ta chết á, người ta hay luộc cái trứng gà, người ta để dưới chén cơm ở trên đầu nằm người mất. Đó là tục đế đó. Tại sao trứng gà người ta không đem để sống mà người ta luộc? Tại vì khi luộc cái trứng gà lên rồi á, thì trứng gà nó có hai màu, tròng trắng và tròng đỏ. Tròng trắng là tượng trưng cho dương, tròng đỏ là tượng trưng cho âm. Vậy thì luộc cái trứng gà nó lên để mới nói lên ý nghĩa gì? Bây giờ người này đang ở cái cõi âm dương. Chết rồi là âm, nhưng chưa chôn là còn dương, giao thoa giữa âm và dương. Cho nên mình lại hai lại, người chưa chôn lại hai lại, chôn rồi lại bốn lại. Và kể từ đó cúng ông bà tổ tiên chúng ta lại bốn lại. Bốn lại là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu.
Cho nên hãy cúng dỗ, cúng chung ông bà, để bốn chén, để bốn chén cơm. Có thể mình xới rang dĩa cơm, để bốn cái chén không. Để tượng trưng cho gì? Tứ thân phụ mẫu, nội ngoại hai bên. Vậy thì cái đó nó là một phương tiện, nó là cái tập tục nhân gian mà. Nhưng mà mình nói ra xong mình nói cái lý, con cháu mình nó nghe thấy có cái lý. Tại sao mình phải cúng dỗ ba? Thì giống như con còn sống thì con có sinh nhật, phải không? Nếu mà ai quên sinh nhật con buồn. Mình sống nhớ sinh nhật, chết nhớ ngày mất. Như vậy văn hóa Việt Nam hướng dẫn cho chúng ta sống chết phải tương đồng. Chúng ta gọi là gì? Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Ngày sinh nhật mua cái bánh về cắt, ngày giỗ làm mâm cơm cúng, sinh nhật tụ họp về celebrate, mừng. Giỗ quy tụ con cháu về nhắc hôm nay giỗ ông nội ông ngoại đó, và chỉ cho con cái biết. Hai cái lý âm dương nó không khác, nhưng mà ứng với người chết, ứng với người mất và người sống phải có cách. Như vậy thì nhà Phật dạy cho chúng ta không phải chỉ là giáo, mà trong giáo phải có lý. Lý là chân thật, là lẽ thật, là cái đạo lý của nó. Chứ còn nếu mà nói khơi khơi mà dạy mà không nói lý. Hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa làm gì sai, Pháp Hòa không có dọn đâu. Pháp Hòa để nguyên đó. Để chi? Một lát về Pháp Hòa có cái Hòa nói. Nói cái hư và chỉ cái không hư. Pháp Hòa ví dụ, mấy chú tiểu hồi nhỏ đi học về là hay phải cúng cháo, cúng cô hồn. Thì ở chùa có cái bình thủy nhỏ nhỏ vậy nè. Sáng thì mấy cô múc miếng cơm nấu rồi hay miếng gạo để ở đây, bỏ nước sôi vô, chiều là nó nở ra thành chén cháo. Mấy ông chỉ cần về trút cái bình thủy ra cúng thôi. Cúng xong không rửa. Để đó. Xong 2-3 ngày Pháp Hòa thấy rồi, Pháp Hòa tuyên bố nha. Bắt đầu từ chiều hôm nay chùa mình ăn cơm rồi không có rửa chén. Đem vô phòng cất hết, chiều mai đem ra chén đó ăn tiếp. Mấy ổng trợn mắt nhìn. Dơ chết thầy ơi. Ủa vậy hả con? Ở thầy tưởng đâu là các con muốn kiểu đó, cho nên cái bình thủy cúng cô hồn không có rửa. Nếu mình rửa thì lấy gì mình chỉ? Cho nên Pháp Hòa để yên đó. Nếu con biết ăn cái chén sạch thì cái khác nó cũng cần, người khác cũng cần sạch. Quý vị có biết ở đây có ai có con có cháu mà nó đi học về vớ mà nó lột nó ngược vậy, có nó nuôi cái cục dục vô cái máy giặt không? Có ai bị vậy không? À, nhà em bị hoài. Lột ra giặt vậy, giặt ra đâu có sạch gì đâu. Nhưng bây giờ nếu mình lộn ra mình giặt nó không thấy. Pháp Hòa để nguyên cục đó, chiều về hỏi cái này sạch hay dơ, không đâu nhớ. Bắt đầu bóc lên ngửi. Nó bóc lên nó ngửi. Mà ngửi cũng không biết luôn. Tại vì ở trong nè hôi hôi, mà ở ngoài này thơm thơm của xà bông. Nói dạ con không biết. Pháp Hòa mới nói cái này là hồi đêm hôm con bỏ giặt rồi nè. Nhưng mà con giặt cái kiểu này con lột ra, mà thầy đã dặn rất là nhiều lần. Nó chơi ở trong mấy cái playground á là cát không. Rồi anh về anh lột, anh lùi cục gì này, sổ ra một cái cát không. Con giặt như vậy, vừa hao công, hao nước, hao xà bông. Rồi thầy thấy thầy cũng nổi cơn thầy lên nữa. Cái này là cái mình ẩu. Rồi bắt đầu mình mới sổ cái chiếc vớ ra. Con chỉ cần làm một cái việc thôi là sổ chiếc vớ ra, vũ cát, bỏ sạch. Mà một việc làm nhẹ đó của con, không phiền ai hết, thầy không có giận. Mình không mất công mình phải giặt hai lần, đỡ tốn nước, đỡ tốn xà bông. Nhiều khi trong cuộc sống có một cái việc rất nhỏ mà con lười con không làm là con sẽ làm phiền rất nhiều những cái khác. Đi học về khoe, thầy ơi bữa nay cô giáo vui với con lắm, tại vì con đanh homework.
Ủa vậy con làm homework xong cô giáo vui rồi bây giờ con kể rồi xong con nghe vậy con có vui không? Dạ vui. Rồi bây giờ con kể thầy nghe con nghĩ thầy vui không? Dạ thầy cũng vui. Vậy con thấy không? Con chỉ cần làm homework một cái thôi, ba người vui. Con không làm homework cái ba người giận. Quý vị hiểu mà nói không? Luôn luôn là Pháp Hòa dạy các chú tiểu ở chùa cái kiểu đó. Chén nó úp, dạy úp xong rồi cái nhỏ cái lớn, con nít mà nó chỉ cần vô tủ cái là đanh, mở một cái nguyên cái đống nó ào ra rồi ta bà hết mớ. Không tu là trào máu. Cho nên mấy Phật tử cứ vô chùa hỏi thầy, thầy thầy có bị cao máu không? Pháp Hòa này máu lúc nào cũng cao, chỉ cần đợi trào thôi. Bây giờ quý vị hiểu cái gì gọi là giáo và lý không? Giáo là mình dạy, nhưng trong lời dạy phải có lý, gọi là giáo lý. Mà người mình dạy giáo, mình nói lý thì người đó họ sẽ hành. Hành thì sẽ đưa đến cái gì? Kết quả. Đó là bản chất giáo lý của nhà Phật. Bốn chữ: giáo, lý, hạnh, quả. Mình cứ lấy công thức đó mà mình ứng dụng trong cuộc sống thì chừng đó mình mới thấy gì? Phật pháp bất ly thế gian. Phật pháp không có rời thế gian. Tại giờ rời thế gian nói cái gì? Đạo Phật là chân lý, là con đường để chỉ cho sống. Bây giờ người không có sống hết nói gì? Cho nên con người còn ăn dạy cách ăn, con người còn uống dạy cách uống, con người còn sống dạy cách sống. Mà dạy đây không có nghĩa là mình làm thầy đời ai, mà chỉ cho cái cách đi cho nó đúng để khỏi mất công. Có nhiều người á tự ái không hỏi đường, chỉ cần hỏi cái đường ta chỉ liền à. Không, tôi biết mà, đường này tôi đi hoài, đi mấy tiếng đồng hồ không tới nơi tới trốn gì chứ, có phải khổ không? Chỉ vì một cái chữ tự ái để rồi mình tự đưa mình vào cái chỗ trễ nải phiền muộn rất nhiều. Cho nên Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nếu mình hiểu theo cái kiểu khác, cái chữ cái câu đó nó nhiều nghĩa đó. Nếu mình hiểu là trên trời dưới trời này, các vị phải cẩn thận nhất là cái bản ngã của con người. Còn nếu hiểu một nghĩa nữa, theo nghĩa của Niết Bàn, trên trời dưới đất này không có gì quý bằng khi con người sống được tự tại, không ràng buộc, không khổ đau. Chữ ngã này trong trường hợp này nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn: thường lạc ngã tịnh. Niết Bàn là một chữ nói chung, nhưng mà làm sao để định nghĩa Niết Bàn và ai mới được sống trong Niết Bàn? Người đó phải có đủ bốn chất của thường, của lạc, của ngã, của tịnh. Thường là giữ tâm bình thường. Đời có thay đổi nhưng lòng mình không đổi thay. Thời tiết có đổi thay, không lẽ mình vui theo bữa nào nắng mà mình buồn theo bữa nào mưa? Cái chuyện thời tiết mà. Nhưng anh vẫn giữ cái tâm anh bình thường. Sẵn đây mới trả lời à, sẵn đây trả lời câu hỏi luôn. Có một Phật tử mới viết giấy hỏi qua: thầy ơi, có những ngày bán ế con buồn quá con phải làm sao? Giờ không lẽ mình kể một câu chuyện. Có cái bà đó, bà có người đệ tử à, bà có hai người con trai, một đứa bán dù, một đứa bán giày. Mà bữa nào mà trời mưa thì đứa bán dù nó đắt, bữa nào mà trời nắng đứa bán giày nó đắt. Thành thử ra không lẽ bây giờ bà đứng ra bà nói xin mỗi ngày, ngày mưa ngày nắng. Thì bây giờ ý cái câu chuyện người ta chỉ muốn nói với mình: hễ mưa thì cũng có người có lợi, mà nắng cũng có người lợi. Vậy thì cuộc sống có những ngày mình vui, có những ngày mình buồn, có những ngày mình đắc, mình ế. Nhà thơ Nguyễn Bính mà còn xác định với mình mà: gió mưa là bệnh của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu nàng. Ai biểu yêu làm chi là tương tư.
Rồi ở đó thắc mắc chi, hai thôn chung lại một đàn lột làng, cớ sao bên ấy chẳng sang bên này. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi mà cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa muốn nói như vậy để rồi chúng ta hiểu cái gì gọi là nhị đế dung thông. Giữa sống và chết, vừa có và mất, phải không? Giữa đời và đạo. Cho nên người, tại sao Đức Phật tu trung đạo? Phật có cái chấm ngay đây nè, ngoài cái ý nghĩa là người Ấn Độ chấm chấm vậy đó, nhưng mà Đức Phật có một cái tướng tốt là bạch hào uyển chuyển. Cái bạch hào đó nằm ngay đây. Tại sao không mọc phải mà không mọc trái? Bởi vì phải trái vẫn còn đối đãi, trên mọc ngay đây. Mà khi sắp sửa Phật nói kinh nói pháp là Phật phóng quang ở đây. Cái chữ phóng quang là gì? Lấy lòng từ và trí tuệ ở cái tâm bình đẳng mà nói, chứ không có phân biệt. Nãy giờ Pháp Hòa ngồi đây, Pháp Hòa không có biết ai Nam ai Bắc, ai ăn bằng, ai ăn cựu, ai thuận an. Tâm mình bình thường nói pháp. Mưa không có phân biệt, mưa như giáo pháp của Phật xuống không có phân biệt, mà tùy cỏ cây mà lấy nước. Cây to lấy nước nhiều, cây trung lấy nước vừa, cây nhỏ thì lấy nước ít. Mà nếu nó là cây khô, cây chết thì nó khỏi lấy, có thấm được gì đâu, phải không? Thiên vũ tuy khoan, thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo. Mưa thì rộng khắp vậy đó, nhưng mà cây không có rễ thì lấy gì nó lấy được nước. Bất nhuận vô căn chi thảo. Phật môn quảng đại, cửa chùa cửa Phật rộng lớn, nan tinh nan dung bất tính chi nhân, không thể dung nạp được người không có lòng tin. Chiều nay có những Phật tử đi 1-2 tiếng mới tới mà, nhưng mà lòng mình muốn thì mình sẽ tới. Đời không có khó vì ngăn sông cách núi, chỉ sợ gì khó lòng, khó vì lòng người ngại núi e sông. Mình hiểu được như vậy, từ đó mình mới thấy. Pháp Hòa hay đưa một cái ví dụ với mấy em nhỏ. Hồi trưa này có em Pháp Hòa cũng nói, con học Phật để con biết cái cách dung hòa trong sự sống. Con không có phải là con sống hồi xưa, có thể con nghĩ là miễn mình vui là được rồi. Con không có sai, con không có sai, con nghĩ vậy cũng không có sai. Nhưng con sẽ dễ thương hơn nếu không phải chỉ con vui mà người khác cũng được vui. Mình nhớ là Phật không có chỉ định ai tội lỗi, địa ngục, đọa đày gì hết. Người ta sống như vậy cũng có gì sai đâu. Nhưng nếu người con người mình sẽ dễ thương hơn, hay hơn, đẹp hơn nếu mình vui và cũng biết làm cho người khác được vui. Cái quyền của mình mà, phải không? Cũng như mình nấu một món ăn, nấu xong rồi mời mọi người tới ăn mà rốt cuộc không ai ăn được hết, tại vì quá cay hay là quá mặn hay quá ngọt, vân vân. Nấu như thế nào mà mình ăn được, người khác cũng ăn được, vậy thì mình mới đạt được cái mục đích mình nấu mà mời người ta tới ăn. Mời người ta tới ăn mà rốt cuộc nấu toàn là những món mình ăn được, mà không ai được ăn được cái gì hết, thì ai dám nói gì đâu. Nhưng mà lần sau mời nó thôi khỏi. I am fine. Nhưng mà nếu mình nấu được người khác được ăn nữa thì mình mời người ta sẽ tới, phải không? Mình nói một câu để hả dạ mình, ai làm gì được mình đâu. Nhưng sao mình không nói một câu nào mà vừa vui mình mà người khác nghe người ta cũng hạnh phúc. Cái chỗ đó là cái chỗ nhà Phật muốn chỉ dẫn. Học Phật không phải để về ở chỗ với Phật, mà làm sao chúng ta sống được giữa con người với con người. Tại vì Phật ở trển rồi, mình có nói gì Ngài cũng đâu có nói gì nữa đâu. Bằng chứng là giờ họ nói tối nay ở, sáng đêm nói, còn Ngài cũng ngồi đó à. Cho nên thường các vị hay nhắc mình đó, không phải mình tu với Phật, tu là tu với chúng sanh. Tại vì chúng sanh người ta còn buồn còn giận,
Cho nên mình phải cẩn ngôn để điều hòa cái giận hờn của chúng sanh. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên đó, cái việc đó nó giống như mình tụng kinh vậy đó. Đại chúng người ta tập hợp ta tụng kinh. Anh thuộc kinh là một chuyện, anh tụng hay, tụng giỏi, tụng nhanh là chuyện của anh. Nhưng anh phải biết nhìn xuống mấy trăm người đang ngồi ở dưới kìa. Anh tụng cái gì mà người ta lăn nghiêng lăn ngửa, người ta không biết anh tụng tới đâu. Phát kinh chi cho ta cầm nặng tay mà ta hỏi trang mấy rồi anh. Đó, tôi biết tôi chết liền đó. Tụng vậy tụng với ai? Mình thuộc kinh là một chuyện, nhưng mình nếu tụng mình muốn làm gì mình làm. Nhưng mình là người tụng dẫn chúng mà, mình phải nhìn xuống đại chúng chứ. Cứ vô chuông vô mỏ rồi là nhắm mắt tụng thôi. Rốt cuộc trên này đầu trọc tụng không? Dưới này không ai biết gì hết. Đâu có phải vậy. Một cái chuyện nhỏ đó thôi mà mình không nắm được cái đó thì làm sao trong cuộc sống hành đạo của mình mình làm chuyện gì xa hơn được nữa. Chỉ một dẫn một thời kinh thôi mà mình thiếu cái nhìn cơ, quán cơ để mình dung hòa. Mà nhớ là mình phát cái kinh gì trung thành với cái bản kinh đó mình tụng, để người ta tụng theo. Người ta một tiếng đồng hồ người ta bỏ ra tụ tụng kinh với mình, rốt cuộc cầm cuốn kinh Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con vậy? Ai làm bậy con làm theo sao? Đó. Tụng mà mình người ta dò theo được chứ kinh của mình. Tụng xong, trời ơi thầy ơi bên này kinh hay quá à. Con đọc kinh này con thích ghê á. Tụng sao mà người ta chạy tới ta thấy thầy cho con xin quyển kinh này, con mượn quyển kinh này á là mình thành công đó. Còn tụng sao nó là người cất cất trả lẹ lẹ. Người ta có hiểu được gì đâu, ta đâu có tụng kịp với mình đâu. Cho nên kinh hay, in rất hay mà chúng ta thiếu cái đó. Thiếu cái đó thì chúng ta thiếu đi cái tinh thần dung nhiếp, thiếu đi cái tinh thần hóa độ. Vậy thì chúng ta phát nguyện trên đền bốn ân đơn nặng, dưới cứu độ muôn loài. Mà cái chuyện nhỏ nhất, đơn giản nhất và dễ nhất là chúng ta làm sao đưa hành giả tụng kinh. Đó, một chuyện đó thôi nha, chưa nói những chuyện khác. Còn cái chuyện mà mình học Phật, mình biết rất là nhiều thứ, người ta tới chùa người ta chưa biết, mình làm sao mình ôm ấp hướng dẫn người ta, để người ta cảm nhận rằng người ta đến đây người ta được sự hướng dẫn. Đại chúng nhớ hai chữ hướng dẫn và chỉ đạo nó khác lắm. Tại vì người ta cảm nhận sự hướng dẫn hơn là người ta tới đây như mình là trên trời rớt xuống, người ta chỉ, người ta kiểu mà ra oai, người ta chỉ, nó không có được cái tình cảm. Cho nên mình làm chủ nhà, khách tới nhà mình ân cần như thế nào để khách còn muốn trở lại chơi với mình. Mình làm chủ một cái quán ăn, mình tiếp đãi như thế nào để thực khách còn muốn quay lại cái quán của mình. Trong cuộc sống này, tại sao Tăng được gọi là chúng trung tôn? Quý vị đọc ha. Quy y Phật lưỡng túc tôn, quy y Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Quy y Phật lưỡng túc tôn là con xin trở về nương tựa Phật. Vì Phật là bậc có đầy đủ cả hai phương diện phước đức và trí tuệ, gọi là lưỡng túc. Hai cái đầy đủ hết, đó là phước đức trí tuệ. Cho nên con về nương Phật là bậc thầy có đầy đủ cả hai phương diện, đó là phước đức trí tuệ, gọi là lưỡng túc tôn. Con xin trở về nương tựa Pháp, ly dục tôn. Cái chỗ tối thắng tột cùng của Pháp nghĩa là đưa con người đến chỗ ly dục, ly ác pháp, ly bất thiện pháp. Còn quy y Tăng là chúng trung tôn. Cái chúng này á, ở giữa kết nối, đem chúng sanh gần tới Phật, đem Phật gần về với chúng sanh. Cho nên gọi là chúng trung tôn. Cái chúng này ở khoảng giữa mà
Cái người ta là phàm, ta phàm, mình đưa cái người phàm đi dần tới cái chỗ hiền. Hiền thế chứ chưa thánh. Hiền là người đang trên đường làm thánh. Cho nên hôm nay mình ngồi đây là bậc hiền. Còn như Phật, các vị Bồ Tát là bậc thánh. Bậc hiền là những người đang tu tập, đang chuyển hóa để trở thành thánh. Mình chưa, mình mới bậc hiền thôi. Vậy thì cái người, cái vị tăng này ở cái chỗ đưa cái người phàm đi trên con đường hiền, và để cho họ gặp được bậc thánh, và đưa thánh gần với hiền, giáo hóa cho người phàm. Cho nên mình, cái bổn phận của tăng rất lớn. Tại vì Phật thì cách chúng sanh xa, pháp thì cao siêu, cho nên tăng có nhiệm vụ phải làm sao khai mở, nhắc nhở để cho những người hành giả, đạo hữu đồng tu với mình thấy được con đường đó, để cùng đi trên con đường vui với mình. Đường vui là phải đi chung, phải không? Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui. Mà đường vui này mình đi không ai vui hết. Tu tập giải thoát để làm gì? Làm an lạc cuộc đời. Vậy thì mình sống là mình an lạc cho cuộc đời. Cho nên mình không phải ăn để sống. Không, ăn để sống, mà sống để làm gì? Không để sống để ăn. Vậy thì mình lẫn quẩn, phải không? Cái lẫn quẩn của mình là lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan, dưa gan là nàng dưa hấu, dưa hấu là cậu lúa ngô, lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột, à, cứ vậy. Chỗ A Di Rị Đô Bà Tì, già Di Nỉ và già Na. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Và đời sống con người chúng ta không phải chỉ ăn để sống. Rồi hỏi làm gì nữa? Sống để ăn. Ăn để sống, sống để làm lợi đời. Cho nên chúng ta hay nói thói quen, Phật của mình là người xả phú cầu bần. Không đúng. Không đúng. Tự nhiên một ông vua, một ông hoàng tử vậy bỏ cái giàu cái đi kiếm cái nghèo. Làm gì? Đâu phải. Xả phú cầu đạo. Xả cái giàu đi, đi cầu cái con chân đường chân lý, tự nhiên xả phú cầu bần. Vậy mà đi mua cái quần jean về nó xé rách hết trơn đó. Nó mặc đồ nó thiếu vải tùm lum đó, chắc là xả phú cầu bần. Xả phú cầu đạo. Còn không thì xả thân cầu đạo. Còn nếu nói nữa là xả phú cầu đạo, xả thân để mình cầu được cái chỗ giải thoát. Cũng giống như mình đi làm, hỏi đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền chi? Mua thuốc bổ uống. Uống để làm gì? Uống để khỏe. Khỏe để làm gì? Khỏe để đi làm. Vậy là uống thuốc bổ, khỏe đi đi làm. Kiếm tiền chi vậy? Kiếm tiền mua thuốc bổ. Mua thuốc bổ đi đi làm. Đấy, bây giờ hiểu chữ chữ luân hồi chưa? Đâu cần chết mới luân hồi. Không cần chết mới luân hồi. Tâm tư chưa giải thoát cũng luân hồi rầm rầm vậy đó. Cũng luân hồi rầm rầm vậy đó. Cho nên mình sống với nhau mà rồi mình cứ làm khổ nhau cũng nhiêu chuyện à. Để ý có phải không? Anh xin lỗi em, anh lỡ lời. Rồi xong cái em cũng xin lỗi anh, em lỡ dạy. Rồi cái ngày mai người kia lỡ dạy, mình lỡ lời tiếp. Thành thử ra mình cũng vòng luân hồi. Vậy thì cái chữ mà nhảy thoát khỏi cái luân hồi là gì? Nghĩa là mình vượt cái bình thường đó, để không còn để cái bình thường đó nó lẫn quẩn mình nữa. Cái đó gọi là vượt thoát luân hồi. Chứ không phải nó thoát luân hồi nằm đâu, chỗ nào? Các vị Phật, các vị Bồ Tát vẫn sanh tử, nhưng các ngài không có bì lao. Các ngài vẫn sanh, vẫn sống và vẫn chết.
Nhưng mà các ngài không có khổ là tại vì các ngài biết bản chất của nó. Cũng giống như mình đổ xăng để mình lái xe. Bây giờ xăng nó hết thì lại đổ xăng. Có ai mà ngồi khóc ròng không? Trời ơi, phải đổ xăng nữa không? Đâu có ai mà đói bụng vừa ăn vừa khóc đâu. Hỏi sao vậy? Tại nó đói bụng phải ăn. Đói, ăn, no, ra. Nó ra rồi nhờ ra ăn tiếp. Đó là luân hồi. Nhưng mà không có khổ. Bình thường. Rất là bình thường. Nhưng bây giờ trong cái sống này có chánh niệm. Tuy nó vẫn ăn, vẫn lu lu, nhưng không ăn cái gì để tác hại, để cái cuộc sống, cái thân thể mình nó bệnh hoạn và mình không làm được thiện sự. Cái chỗ khác biệt là chỗ đó. Cho nên có nhiều vị nói, ô Phật dạy chánh niệm, ăn cơm biết ăn cơm, uống nước biết uống nước. Vậy nè, đây nè, tôi uống rượu nè, đây rượu tôi đây, rượu chánh niệm biết rượu. Rượu uống rượu biết uống rượu là chánh niệm hay gì? À không, anh phải thổi chánh niệm xa nữa. Uống rượu biết uống rượu, nhưng mà rượu này sẽ làm cho tôi bệnh hay tôi khỏe. Cũng giống như mình ăn, biết mình ăn, nhưng mà món ăn này sẽ đưa tôi tới bệnh hoạn hay đưa tôi tới khỏe mạnh. Đó là tùy vào cái chánh niệm mình, nó phải hay sao? Phải tăng, gia tăng lên. Cũng giống như là mình lấy hai cái khúc gỗ mình cà nó lên vậy đó. Cà đến khi nào nó sẹt lửa. Chứ còn mình dừng là lửa nó sẽ không cơ hội đâu. Thì các ngài lấy cái chữ tinh tấn cũng vậy đó. Trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói, mình mà tu gấp giống như là chèo thuyền đất đi qua sông. Thường thường thuyền là phải bằng gỗ rồi mới qua sông được, phải không? Vậy mà Đức Phật dùng cái từ là thuyền đất. Đất mà xuống nước thì nó làm sao? Nó chìm, nó rã. Mà Đức Phật nói là mình tu mà phải nhanh đến mức độ là mình chèo chiếc thuyền đất qua sông vậy đó. Chẳng có thời giờ. Cho nên thưa đại chúng, lay quay cũng hết một ngày. Một ngày đã hết, vẫn còn lay hoay.